Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mạc Nhơn, Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, 50 Hiện Tượng Ấm Ma, Tuyên Hóa Thường Nhân Giảng Thuật. Lúc bấy giờ Đức Như Lai sắp rời Pháp Tòa. Từ Tòa Sư Tử, Ngài vinh chiếc ghế bảy màu, xoay thân hình như sắc núi vàng tía, rồi lại tựa lưng vào ghế, bảo đại chúng cùng A Nan rằng: Các ông là hàng thanh văn duyên giác hữu học, ngày nay hồi tâm hướng về vô thượng Bồ Đề. Như Lai đã dạy pháp tu chân chánh cho các ông rồi. Lúc bấy giờ Đức Như Lai sắp rời Pháp Tòa là khi Đức Phật giảng gần xong hội kinh Thủ Lăng Nghiêm. Từ Tòa Sư Tử, Ngài vinh ghế bảy báo. Đức Phật đang ngồi trên Pháp Tòa, tức Tòa Sư Tử. Pháp âm của Như Lai ví như tiếng gầm của sư tử. Khi sư tử gầm lên, tất cả các loài thú đều sợ hãi. Nên chỗ Như Lai ngồi giảng pháp được gọi là Tòa Sư Tử. Chiếc ghế mà Như Lai ngồi được làm bằng bảy báo để trang nghiêm. Như Lai xoay thân hình như sắc núi vàng tía, rồi lại tựa lưng vào ghế. Thân của Đức Phật như núi bằng vàng tía, ánh sáng rực chiếu khắp mọi nơi. Bảo khắp đại chúng cùng A Nan rằng: Các ông là hàng thanh văn duyên giác hữu học, trước khi đạt được bốn quả vị dành cho hàng A-la-hán, họ vẫn được coi là hàng hữu học. Thanh văn là những vị được giác ngộ do tu tập pháp tứ diệu đế. Duyên giác là những vị được giác ngộ do tu tập pháp 12 nhân duyên. Nay hồi tâm hướng về vô thượng Bồ Đề, A Nan và hàng thanh văn bây giờ đã hồi tâm từ quả vị tiểu thừa hướng về đại thừa. A Nan cùng hàng nhị thừa đã phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, không có gì để sánh với sự giác ngộ nhiệm màu này. Như Lai đã chỉ dạy pháp tu chân chính cho các ông rồi. Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng phương pháp tu hành chân chánh cho các vị rồi. Do các ông vẫn còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm xảy ra lúc tu chỉ và quán, nếu các ông không nhận ra ma cảnh khi nó hiện ra là do việc thanh tịnh tâm ý của ông không đúng với pháp chân thật nên bị rơi vào tà kiến. Nhưng các ông vẫn còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm sẽ xảy ra khi tu tập chỉ quán. Trước đây A Nan đã thưa thỉnh xin Đức Phật chỉ dạy cách thức tu hành. Ngài đã vì chúng sanh trong đời vị lai mà thỉnh cầu giáo pháp. Dù bây giờ Ngài A Nan đã hiểu được đạo lý tu hành rồi, nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm tu tập. Ngài đã hiểu được lý thuyết, nhưng do thiếu kinh nghiệm, nên Ngài không biết được những gì xảy ra trong khi hành trì. Nên Đức Phật mới chỉ dạy như vậy. Tu chỉ tức là tu tập Thủ Lăng Nghiêm đại định. Tu quán là một pháp quán chiếu rất di mật. Các ma sự nhỏ nhiệm sẽ xuất hiện vào lúc này. Trong tiến trình tu tập rất nhiều ma cảnh sẽ hiện ra. Không phải hiện tượng nào cũng hiển bày rõ ràng, nhưng chúng rất vi tế. Nếu các ông không nhận ra ma cảnh khi nó hiện ra, khi các ông công phu theo phương pháp phản văn văn tự tánh, hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh vốn có của mình, thì ma cảnh sẽ xuất hiện. Nếu các ông không nhận ra ma và không biết ma là gì, là do việc thanh tịnh tâm ý của ông không đúng với pháp chân thật. Vì ông đã tự thanh tịnh tâm ý mình, nhưng có hơi sai lệch, không phù hợp với chánh tri kiến, do đó bị rơi vào tà kiến. Nếu chánh tri kiến của các ông không được chân chánh, không đúng với chánh pháp, thì các ông sẽ bị dính mắc vào các ma cảnh. Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ ấm của ông, hoặc là thiên ma, hoặc bị dính mắc bởi quỷ thần, hoặc gặp loài ly mị. Nếu tâm ông không sáng suốt, ông sẽ nhận lầm kẻ giặc làm con mình. Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ ấm của ông. Đó là một loại ma phát sinh từ chính tâm thức của mình, hay là một trong 10 loại ma phát sinh từ sắc ấm, cũng là do từ tâm ông mà có. Hoặc là thiên ma. Tại sao một loại ma từ trên trời lại đến quấy phá ông được? Là vì ông tu mà nhắm tới mục đích để đạt được định lực. Đạt được chút định lực trong khi tu tập chẳng phải là điều quan trọng,
nhưng có thể làm cho cung điện của Ma Dương rúng động giống như qua một cơn động đất. Vì Ma Dương có được thần thông, nên ngay khi cung điện của nó bị rúng động, nó liền tìm hiểu tại sao cung điện của ta bỗng nhiên rúng động. Nó khám phá ra ai đó nơi thế gian sắp sửa thành tựu đạo nghiệp, định lực của người ấy sẽ phá nát cung điện của nó. Thiên Ma mới suy nghĩ: ông muốn phá hủy cung điện của tôi thì tôi sẽ làm tiêu hủy định lực của ông trước. Thế là nó đến phá hoại định lực của người đang tu hành hoặc bị dính mắc bởi quỷ thần. Khi quỷ thần thấy ông sắp đạt được kết quả tu tập, nó ghen tức, nó nghĩ: ồ, vậy là ông sắp chứng đạo, nên trước hết nó đến phá hủy công phu tu tập của ông. Thế là nó nhập vào tâm thức ông hay chiếm đoạt thân xác ông, khiến cho định lực của ông không thể hoàn mãn. Nó làm cho ông sẽ bị tẩu hỏa nhập ma và lệ thuộc vào nó. Từ trước tôi đã giảng về việc bị dính mắc vào quỷ thần rồi phải không? Điều đó rất quan trọng. Tại sao ông lại trở thành vật sở hữu của ma? Vì việc thanh tịnh tâm ý của ông không chân chánh, không đúng với chánh pháp, và bởi vì động cơ không chân chính. Dù chỉ một niệm tà ý nhỏ nhoi, ông cũng sẽ bị dính mắc với quỷ thần. Điều đó được gọi là tẩu hỏa nhập ma vậy. Hoặc gặp loài ly mị, hoặc là vọng lượng. Các loại ma này đều là những loại yêu quái. Nếu tâm ông không sáng suốt, ông sẽ nhận lầm cái giặc làm con. Nếu ông gặp dạng ma này mà không nhận ra hoặc không hiểu gì về nó, thì ông sẽ đi đến chỗ nhận giặc làm con mình. Hãy suy nghĩ kỹ về điều này. Để nó khỏi đánh cắp tài sản của mình, nếu mình để cho kẻ trộm vào nhà thì những thứ tài sản quý báu trong nhà đều bị nó lấy sạch. Cái gì là tài sản quý báu nhất trong nhà mình? Tôi sẽ nói một cách chân thành mộc mạc để cho các ông phải nhớ thật kỹ điều này. Các ông phải tin lời tôi nói. Bất cứ ông làm điều gì cũng đừng có quên lời tôi nói mà bỏ qua. Sao vậy? Vì đây là điều quan trọng đối với tương lai và sinh mệnh của chính ông. Cái gì là kho tàng quý giá của chính mình? Đó là kho tàng chân tánh Như Lai vốn sẵn có nơi ông. Tánh Như Lai tạng ấy, ông để mất được hay sao? Các ông không nhớ tôi đã từng nói đến bản chất, năng lực cùng tinh thần của Như Lai tạng ở trước rồi hay sao? Nếu ông muốn khôi phục lại Như Lai tạng của chính mình, trước hết ông phải bảo trì tâm tánh, khí chất và tinh thần, tinh khí thần của mình. Nếu ông không chăm sóc bảo dưỡng chu đáo ba yếu tố này, thế là ông để cho tài sản của mình bị cướp đoạt. Hãy hết sức cẩn trọng. Lại nữa, do trong khi tu tập cảm thấy hài lòng, thỏa mãn khi có chút ít thành quả, như tỳ kheo Vô Văn đã đạt được tứ thiền, vọng ngôn cho rằng mình đã chứng thánh. Khi phước báo ở cõi trời hết, tướng suy xuất hiện, nên phỉ báng rằng chứng quả A-la-hán còn phải chịu sanh tử, ông liền đọa vào địa ngục A-tỳ. Lại nữa, do trong khi tu tập cảm thấy hài lòng, thỏa mãn khi có chút ít thành quả. Trong khi tu tập, dù nếu ông không bị dính mắc với quỷ thần, ông cũng phải cần có trí tuệ chân chính và có con mắt trạch pháp nhãn. Trạch là sự tuyển chọn, pháp là Phật pháp, nhãn là con mắt của chính mình. Nếu ông nhận ra được Phật pháp thì tự ông sẽ biết mình tu tập đến trình độ nào. Đừng tự thấy mình có chút ít hiểu biết đạo lý rồi cảm thấy thỏa mãn. Như tỳ kheo Vô Văn đạt đến tứ thiền, vọng ngôn cho rằng mình đã chứng thánh. Gọi là tỳ kheo Vô Văn vì ông ta không hiểu biết nhiều, ông ta chỉ biết chút ít Phật pháp. Tại sao lại gọi ông ta là Vô Văn? Căn bản là khi chứng được bốn quả vị A-la-hán thì được sanh lên cõi trời tứ thiền. Đức Phật dạy, vị nào chứng được tứ quả A-la-hán thì không còn chịu sanh tử luân hồi nữa. Khi chứng được quả vị thứ hai được gọi là Nhất Lai, phải còn thọ sanh một lần trên cõi trời và một lần trở lại trong cõi người. Còn phải trải qua một lần sinh tử nữa. Vị thánh đạt quả vị thứ nhất trong bốn quả vị A-la-hán còn phải chịu trải qua bảy lần sanh tử. Tất cả những cảnh giới này đều vượt hơn cõi trời tứ thiền. Vô Văn tỳ kheo,
chỉ mới đạt đến cảnh giới thiền thứ tư trong quá trình tu tập của ông thôi. Nhưng ông ta tưởng rằng ông đã chứng được quả vị thứ tư của A-la-hán. Thực ra ở trình độ cảnh giới thiền thứ tư vẫn chưa chứng được quả vị gì và vẫn còn là phàm phu, vì chỉ có định lực mà chưa phát huệ. Nhưng tỳ kheo Vô Văn tuyên bố rằng ông ta đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Thế mà hiện nay vẫn có người cho rằng quả vị thứ tư của hàng A-la-hán vẫn còn thấp so với họ. Họ trơ tráo tuyên bố rằng chính họ là Phật. Nhưng một Đức Phật thì có đủ tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Quý vị có thể hỏi những người tự tuyên bố mình là Phật xem họ có được mấy món thần thông. Chắc chắn là thiếu lậu tận thông. Tôi tin chắc những người tự cho rằng mình là Phật thì chẳng có được dù chỉ là một món thần thông, chứ đừng nói năm hoặc sáu. Chỉ có những người không có thần thông mới muốn khoe mình là Phật. Những người quả thật chỉ có dù một món thần thông, họ sẽ không bao giờ dám đưa ra lời đại vọng ngôn như thế. Khi phước báo cõi trời hết, khi đời sống của họ ở cõi trời kết thúc và những tướng suy xuất hiện, các ông có nhớ năm tướng suy xuất hiện không? Các ông có nhớ năm tướng suy tôi đã giảng phần trước không? Khi đời sống của một chúng sanh ở cõi trời kết thúc và sắp mạng chung, thì có năm dấu hiệu xuất hiện gọi là năm tướng suy. Một là dòng hoa trên đầu, dương miệng, héo rũ. Hai là áo quần trở nên dơ bẩn. Ba là ở nách thoát ra mồ hôi. Bốn là thân thể trở nên hôi thối, dơ bẩn. Năm là không thích ngồi lâu. Ông ta phỉ báng rằng chứng quả A-la-hán còn phải chịu sanh tử. Ông liền đọa vào địa ngục A Tỳ. Khi phước báo ở cõi trời sắp hết, năm tướng suy sẽ xuất hiện. Báo hiệu cuộc sống ở cõi trời đã đến lúc chấm dứt. Tỳ kheo Vô Văn nổi giận. Ông ta tức giận điều gì? Ông ta nghĩ, ta bị Phật lừa dối, Đức Phật là một kẻ bịp bợm. Đức Phật nói rằng người nào chứng được tứ quả A-la-hán thì không còn phải kinh qua sinh tử luân hồi nữa. Tại sao cuộc sống của tôi lại sắp kết thúc? Tại sao tôi phải chịu tái sinh? Tại sao tôi phải chịu luân hồi tái sinh? Tại sao tôi phải chịu luân hồi một lần nữa? Đức Phật là một kẻ nói dối. Chúng ta biết ngay điều gì xảy ra khi ông phỉ báng Đức Phật như thế. Ông ta đọa ngay vào địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ còn gọi là địa ngục vô gián, vốn là do không chứng được quả vị A-la-hán mà tuyên bố đã chứng được. Sống ở đó liền rơi vào cảnh giới thấp kém hơn. Ông ta không nhận ra lỗi lầm của mình mà còn cho rằng Đức Phật giảng pháp không đúng. Thực sự Đức Phật đã nói rằng ông chưa chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Nếu ông đã chứng được, ông chẳng còn sinh tử luân hồi nữa. Tại sao lại có năm tướng suy hiện ra? Vì quỷ bán Đức Phật. Do vậy Vô Văn tỳ kheo liền rơi vào địa ngục vô gián. Các ông có thể tưởng tượng được những người tự tuyên bố mình là Phật sẽ đi về đâu? Tôi không biết rồi họ sẽ kết thúc sinh mạng ở nơi nào nữa. Các ông nên lắng nghe kỹ, Như Lai sẽ giảng giải chi tiết cho các ông. Các ông nên lắng nghe kỹ. Anan, ông nên đặc biệt lưu ý, hãy lắng nghe cho kỹ. Như Lai sẽ giảng giải chi tiết cho các ông. Giảng giải cho Anan cùng đại chúng tường tận từng chi tiết. Vậy nên đừng có thất vọng, đừng sanh tâm cô phụ. Anan đứng dậy cùng hàng hữu học trong chúng hội vui mừng đảnh lễ, im lặng lắng nghe lời chỉ dạy từ bi của Đức Phật. Anan đứng dậy cùng hàng hữu học trong chúng hội, đó là các vị Bồ Tát, các vị Đại A-la-hán, các vị Đại Tỳ Kheo, các vị hữu học, những người đã chứng được sơ quả, đệ nhị và đệ tam quả A-la-hán. Vui mừng đảnh lễ. Vì Đức Phật sắp sửa giảng giải vấn đề rất chi tiết nên mọi người đều hớn hở, cùng nhau vui mừng đảnh lễ Đức Phật. Họ tự nhiếp phục tâm ý của mình, im lặng lắng nghe lời chỉ dạy từ bi của Đức Phật, không để cho một niệm tưởng lăng xăng nào dấy khởi. Như vậy mới có thể lắng nghe với sự chú tâm trọn vẹn giáo pháp mà Đức Phật sắp chỉ dạy. Đức Phật bảo ngài A Nan và mọi người trong chúng hội, các ông nên biết,
12 loài chúng sinh trong thế giới hữu lậu đều vốn có bản tâm sáng suốt nhiệm màu, là tánh giác sẵn có xưa nay, là chân tâm vốn sáng suốt nhiệm màu, là tâm thể giác ngộ hoàn toàn, không khác tâm thể mười phương chư Phật, hoàn toàn giống nhau, chẳng khác chút nào. Chư Phật mười phương cũng có bản tâm sáng suốt nhiệm màu ấy, và trong 12 loại chúng sanh cũng thừa hưởng được tâm thể hoàn toàn giác ngộ sáng suốt nhiệm màu. Do ông vọng tưởng mê mờ chân lý nên phát sinh si ái, khiến gây ra mê lầm cùng khắp, nên có hư không. Cái mê biến hóa không dừng nên có thế giới. Do vậy các cõi nước nhiều như vi trần trong mười phương chẳng phải là vô lậu, đều dựng lập nên từ mê muội vọng tưởng. Do ông vọng tưởng mê mờ chân lý. Này A Nan, tự tánh của ông và tự tánh của 12 loại chúng sinh cùng với chư Phật chẳng khác, là một, là như nhau. Tuy nhiên nương nơi chân mà ông dấy khởi vọng tưởng sai lầm, trở nên mê muội chân lý, mê lầm sai trái từ đó phát sinh, nên si ái phát sinh. Lỗi lầm lớn nhất là gì? Là si và ái. Có thể nói si và ái là hai thứ, cũng có thể gom nó lại thành một thứ, si ái. Vô minh che lấp mọi hiểu biết, chỉ biết đến ái dục, chỉ nghĩ đến ái dục từ sáng đến tối, chẳng thể buông bỏ được ái dục dù chỉ trong chốc lát. Nếu quý vị chú tâm nghiên cứu Phật pháp cũng như khi say mê ái dục vậy thì sẽ thành Phật rất chóng. Nhưng tiếc thay, quý vị không thể chuyển đổi ý thích dục lạc thành ý thích Phật pháp. Ông càng học Phật pháp, ông càng thấy chán. Ông cho rằng tôi có quá nhiều lỗi lầm, Phật pháp vạch ra cho thấy hết thảy, tôi chẳng muốn học nữa. Phật pháp kêu gọi tôi thay đổi tập khí, làm sao mà tôi có thể thay đổi được điều ấy? Đó là một ví dụ về si ái. Ở trên kinh văn đã nói, do vọng tưởng nên mê lầm chân lý. Nay tôi có thể nói rằng mọi lỗi lầm đều phát khởi từ si ái, khiến gây ra mê lầm cùng khắp. Si ái gây nên sự mê lầm cùng khắp. Ông trở nên mê mờ lầm lẫn về tất cả mọi việc. Khi ông trở nên si ái, ông không hiểu biết gì cả về mọi việc. Không có việc gì đáng để ông quan tâm cả. Ông còn ngoan cố cho rằng nếu tôi có đọa địa ngục thì kệ tôi, việc gì phải bận tâm. Ông chẳng còn bận tâm đến việc gì nữa cả. Nên có hư không. Từ si ái mà ông gây nên lỗi lầm, vì người đàn ông cứ nhớ nghĩ đến người đàn bà suốt từ sáng đến tối, và người đàn bà lại nhớ tưởng tới người đàn ông suốt ngày, nên phát sinh một thứ hư vọng. Cái mê biến hóa không cùng nên có thế giới. Cái mê muội được nhân lên nhiều lần, một cái mê trở thành hai, hai thành ba. Cái mê xoay chuyển không có chỗ dừng. Người thông minh nên thận trọng ở điểm này, nên khắc ghi ý nghĩa sâu sắc vào trong xương cốt. Nó đã chỉ rõ cho ông toàn bộ sự mê lầm. Do vậy, các cõi nước nhiều như vi trần trong mười phương đều được dựng lập từ mê muội và vọng tưởng. Thế giới khắp mười phương không thể tiêu hủy được, đó chẳng phải là thế giới vô lậu, vì nó không có thể tánh riêng biệt của nó. Nó chỉ là sự dựng lập của vọng tưởng sai lầm. Mê lầm cùng với thiếu hiểu biết, mê muội cùng với ngoan cố, không biết cách chuyển hóa, nên thế giới được dựng lập từ những vọng tưởng mê lầm này. Nên biết hư không sanh trong tâm ông, ví như phiến mây điểm trên nền trời xanh. Huống nữa là các cõi nước ở trong hư không thì nhỏ đến cỡ nào. A Nan, đừng mê ngủ. Ông phải biết khi tôi nói đừng ngủ có nghĩa là đừng có mê mờ. Đừng có bị si ái một lần nữa, đừng có nhầm lẫn chân lý nữa. Đức Phật bảo A Nan đừng mê ngủ, nay tôi bảo quý vị cũng hoàn toàn đừng mê ngủ. Vấn đề chủ yếu ngay bây giờ là phải nên biết hư không sanh trong tâm ông, ví như đám mây điểm trên trời xanh. Tất cả hư không đều sanh từ tâm ông. Đem phiến mây trên bầu trời để so sánh với tâm ông. Một phiến mây trên bầu trời thì nhỏ, nhưng bầu trời biểu hiện cho tâm ông thì lớn mênh mông. Trong đoạn kinh trước quyển 6 đã nói: không sanh đại giác trung, như hải nhất âu phát.
nghĩa là hư không sanh trong biển lớn giác ngộ, giống như hòn bọt nổi lên trong biển cả. Bây giờ lại nói hư không trong tâm ông giống như đám mây điểm trên nền trời xanh. Huống nữa là các cõi nước ở trong hư không thì nhỏ đến cỡ nào? Tất cả hư không hiện hữu đó đều nhỏ cả, thế thì tâm ông lớn biết chừng nào? Tất cả thế giới so với cõi hư không ắt là nhỏ. Nếu hư không ở trong tâm ông thì thế giới ắt còn phải nhỏ hơn nữa. Điểm này mô tả tánh giác trùm khắp mọi nơi. Nếu chỉ có một người trong các ông phát minh chân lý và quay về bổn tánh thì mười phương hư không đều tiêu mất, làm sao các cõi hư không kia lại không bị hủy diệt? Nếu chỉ có một người trong các ông phát minh chân lý và quay về bổn tánh. Phát minh chân lý và quay về bổn tánh có nghĩa là thành Phật. Chứng quả vị thứ tư của hàng A-la-hán cũng có thể được gọi là nhận ra chân tánh, quay về bổn tâm. A Nan, nếu một người trong các ông thành Phật thì mười phương hư không đều tiêu mất, làm sao mà các cõi hư không kia không bị hủy diệt? Hư không không còn nữa thì làm sao thế giới còn tồn tại được? Thế giới cũng đều tiêu trầm luôn vậy. Hư không do si ái mà thành, khi phát minh bổn tánh thành Phật thì si ái cũng không còn, nên hư không tiêu mất. Có người nói, nếu có nhiều người đã thành quả vị Phật rồi thì lẽ ra hư không phải hoàn toàn tiêu diệt hết. Thế tại sao hư không chưa biến hẳn đi? Từ cái nhìn của hàng phàm phu thì hư không còn tồn tại, nhưng chư Phật thì nhìn thấy chẳng còn có hư không. Đó là cái nhìn sai biệt. Thế nên các ông không nên luận bàn theo lối khái quát. Ví dụ như người đạt được ngũ nhãn thì có thể nhìn thấy được những gì đang xảy ra ở nước này và nước khác cách xa ngàn dặm. Ông là người chưa có được Phật nhãn, liệu có thể nhìn thấy được những việc này chăng? Do vậy ta không thể nói tôi thấy được nó nên nó phải hiện hữu. Quý vị có thể thấy như nó đang tồn tại, nhưng qua tầm nhìn của Đức Phật thì không có gì tồn tại cả, ngay cả hư không cũng chẳng có. Các ông tu thiền đạt được chánh định, tâm ông thông suốt hợp với tâm của chư vị Bồ Tát và các vị vô lậu đại A-la-hán trong mười phương đã an trụ trong trạng thái vắng lặng. Khi các ông tập trung vào tu thiền đạt được chánh định, chân tâm ông thông suốt hợp với chân tâm của chư vị Bồ Tát và các vị vô lậu đại A-la-hán trong khắp mười phương đã an trụ trong trạng thái vắng lặng. Ông không còn phải tìm kiếm sự thanh tịnh vắng lặng ở đâu nữa, mà nó ngay ở nơi ông. Sự thanh tịnh vắng lặng ở ngay nơi thân tâm ông, đó chính là Như Lai tạng tánh. Nó trùm khắp cả pháp giới. Tại sao tâm của chư vị Bồ Tát và các vị A-la-hán lại thông hợp với những người tu tập thiền định? Vì cùng tu tập đại định như nhau, họ đều dùng pháp phản văn văn tự tánh, nghĩa là hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình cho đến khi thành Phật đạo. Quý ngài đều tu tập hành trì Thủ Lăng Nghiêm đại định, vì vậy nên tâm thức họ hoàn toàn thông suốt ngầm hợp. Như thể có dòng điện nối liền giữa họ với nhau. Sự liên quan này không chỉ xảy ra ở cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát và các vị A La Hán, mà nó cũng thường xảy ra đối với hàng phàm phu. Ví dụ khi quý vị nghĩ về một người nào đó thì tư tưởng của quý vị sẽ liên lạc với người ấy, giống như đánh điện tín. Người kia có biết không? Quý vị thử hỏi bản tánh của người ấy thì biết rõ, dù tâm thức của họ có thể không hề biết. Trên bình diện bản thể thì hoàn toàn có thể biết được tâm thức của người khác. Như vậy nếu tôi nghĩ về một người nào đó thì người ấy cũng nghĩ về tôi như vậy hay sao? Ông có thể suy nghĩ cho đến khi chết mà chẳng có ích gì cả, giống như tánh si ái mà tôi giảng trước đây. Nếu một người si ái, anh ta sẽ nghĩ về những cảnh đam mê tình ái suốt ngày, không lúc nào dừng lại được những vọng tưởng ấy. Từ một mình anh ta suy nghĩ cho đến chết, anh ta chết như thế nào? Anh ta nghĩ đến một người phụ nữ cho đến khi hai người cùng nhau kết hôn. Khi kết hôn rồi, họ trở nên lộn xộn, rối loạn. Sau một thời gian sống trong hỗn độn rối loạn rồi họ chết. Kết hôn có nghĩa là sống trong hỗn độn rối loạn,
không sáng suốt được chút nào cả. Trong Hán văn, quý vị có thể suy luận về nghĩa của hai chữ kết hôn. Hôn có nghĩa là mờ tối. Tất cả ma vương cùng các loài quỷ thần, các cõi trời phàm phu đều thấy cung điện của mình vô cớ bị tiêu hủy, đất đai rung động, các loài thủy lục không hành thảy đều kinh sợ. Hàng phàm phu mê muội thì chẳng hay biết những biến động này. Khi một người đạt được đại định Thủ Lăng Nghiêm là chân đại định thì ma quân rúng động vì run sợ. Tất cả ma vương cùng các loài quỷ thần, các cõi trời phàm phu của sáu cõi dục và cõi trời tứ thiền đều thấy cung điện của mình vô cớ bị tiêu hủy. Tình trạng này thật là không hiểu nổi. Không rõ nguyên nhân gì mà cung điện của chúng bỗng dưng hủy hoại dần. Tôi đã từng kể cho quý vị nghe chuyện một chú đệ tử trẻ tuổi của tôi ở Mãn Châu. Chú ấy chỉ khoảng 14 tuổi, mặc dù chú nhỏ tuổi nhưng thần thông chẳng phải tầm thường. Chú có thể lên trời xuống đất tùy ý. Tuy đã được khai ngũ nhãn nhưng chưa chứng được lục thông. Chú đã được 5 môn thần thông, chỉ thiếu lậu tận thông. Khi một người đạt được lậu tận thông thì được gọi là A-la-hán. Một hôm chú lên trời chơi, khi lên trên đó thiên ma rất vui mừng và dụ chú ta vào trong cung điện của chúng. Đó là một tòa lâu đài tuyệt đẹp làm bằng ngọc lưu ly trong suốt. Chú Sa Di đã bị mắc vào bẫy. Do chú có được ngũ nhãn nên chú có thể thấy được pháp thân của mình đã bị cầm giữ bởi tha hóa tự tại dương. Tuy nhiên chú ta cũng tìm cách báo cho tôi biết: "Thưa thầy, con lên trời chơi, nay không thể về được nữa." Thế là chú bị kẹt trên trời rồi. Thế trước kia ai đã chỉ cho chú lên đó? Con nghĩ là ở đó sẽ rất vui nên con lên để xem cho biết. Bây giờ người ở đây không muốn cho con trở lại. Tôi bảo: "Nếu chú muốn tiêu khiển thì đừng có lên đó tìm vui. Các thiên ma ở các tầng trời cõi dục đều muốn tìm cơ hội để phá hủy định lực của người tu đạo." Tôi giải thích: "Đừng sợ, thầy sẽ đưa con về." Tôi cố gắng đưa chú về nhưng ma vương không muốn cho chú đi. Đến lúc đó chú thật sự hoảng sợ và nói: "Nó không cho con về, làm sao bây giờ?" Tôi bảo: "Đừng lo, thầy sẽ có cách đưa con về ngay." Rồi tôi dùng chú Thủ Lăng Nghiêm là năm bộ tâm chú để trừ ma chướng mà tôi đã giảng cho quý vị nghe trước đây. Cung điện của ma chương tức khắc tan rã và chú Sa Di trở về ngay lúc ấy. Đây là một câu chuyện có thật. Bây giờ cung điện của ma dương hủy hoại rồi sụp đổ. Mặt đất chấn động, nứt nẻ nhiều nơi. Các sinh vật ở dưới nước trên không thảy đều kinh sợ. Tất cả những loài sinh vật ở dưới nước trên mặt đất, các loài bay nhảy, sợ hãi, trở nên hoảng loạn không còn kiềm chế mình được nữa. Hàng phàm phu mê muội thì chẳng hay biết những biến đổi này. Hàng phàm phu chẳng có được tri giác bén nhạy. Họ không nhận ra được quả đất đang kinh qua những sự biến đổi như thế. Họ không có đủ sự nhạy bén để nhận biết sáu tướng chấn động đang xảy ra trong trái đất. Các loài sinh vật ấy đều có năm thứ thần thông trừ lậu tận thông, đương luyến tiếc cảnh trần lao. Làm sao nó chịu để các ông phá hoại chỗ ở của nó? Vậy nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly mị, dõng lượng, yêu tinh, trong khi ông tu pháp tam muội, chúng đều muốn đến phá ông. Bây giờ các ông hiểu rồi chứ, vì sao ma lại đến phá? Chỉ vì các loài sinh vật ấy đều có năm thứ thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, chỉ trừ lậu tận thông mà thôi. Nếu nó có lậu tận thông, nó sẽ không quấy rầy ông nữa đâu. Nhưng vì không có lậu tận thông nên nó vẫn là kẻ ác, vẫn muốn đến phá hoại người tu đạo. Điều đó nghĩa là sao? Tôi sẽ giảng rất tường tận về điều này. Gọi là lậu tức là những suy nghĩ lan man. Đàn ông nghĩ về đàn bà nghĩ đến đàn ông. Nếu quý vị không kết thúc những suy nghĩ lan man này thì chẳng thể nào tự mình thoát khỏi lậu hoặc được. Bây giờ tôi sẽ giảng điều này sâu hơn
và tôi sẽ nói rất chân thật. Nếu tôi nói không chân thực thì ông chẳng bao giờ biết được lậu hoặc thật sự liên quan đến mình như thế nào. Thoát khỏi mọi lậu hoặc có nghĩa là còn giữ được nguyên vẹn bản chất của mình. Nếu đánh mất bản chất của mình có nghĩa là bị lậu hoặc. Bây giờ tôi sẽ nói rõ bí ẩn của trời đất. Nếu quý vị giữ được bản chất của mình thì sẽ không bị lậu hoặc. Hơn thế nữa, không những ngăn ngừa được bản tính của mình khỏi bị mất mát, mà còn có khả năng dứt được những ý tưởng dâm dục ngay trong tâm niệm rất vi tế. Được như thế thì thật sự quý vị sẽ thoát khỏi mọi lậu hoặc. Bây giờ quý vị hiểu rồi chứ? Tại sao thiên ma không được tự tại thoát khỏi mọi lậu hoặc? Vì chúng còn niệm tưởng dâm dục, quỷ thần cũng còn niệm tưởng dâm dục ấy. Vì nó đang còn luyến tiếc cảnh trần lao. Trần lao đơn giản là một dạng của dâm dục, đó là những gì nó đang tham luyến. Làm sao nó lại chịu để các ông phá hoại chỗ ở của nó? Vì nó vẫn còn tham luyến dâm dục, nên nó không muốn nhìn thấy các ông đoạn tuyệt với chúng. Chúng nó muốn ông cũng tham đắm vào sắc dục. Nó sẽ nói, hai chúng ta là bạn thân của nhau, ta sẽ không đoạn tuyệt với sắc dục đâu, vậy ông không nên từ khước nó. Đó là lý do tại sao ma quỷ lại đến. Nó đều không muốn các ông vượt qua cảnh trần lao này. Nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly mị, yêu tinh sẽ đến phá hoại khi ông tu tập pháp Tam Ma Đề. Khi tôi đề cập đến chữ yêu tinh trước đây, các ông chưa được rõ nghĩa. Bây giờ tôi sẽ giải thích. Ông có biết chữ yêu trong tiếng Hán được viết gồm bộ nữ bên cạnh chữ yểu, sống ngắn ngủi, có nghĩa là chết trước 30 tuổi. Các ông có thể hiểu rõ được nghĩa chữ yêu, từ đó không cần phải giảng nhiều. Tóm lại, người nào chết yểu sẽ trở thành yêu tinh, chết yểu vì dục lạc. Khi ông tu tập tam muội định, nó đều đem hết cả lũ đến quấy nhiễu ông. Mục đích của chúng như nó thường nói là ăn thịt Đường Tăng. Đường Tăng tức là Đại Pháp Sư Huyền Trang. Rất nhiều yêu tinh muốn ăn thịt Ngài, nghĩa là chúng nó muốn tiêu hủy định lực của Ngài. Nếu ông tu tập đạt được định lực thì yêu ma quỷ quái đều muốn ăn thịt ông cho bằng được. Thực ra nó đâu chỉ muốn ăn thịt thôi đâu. Tôi sẽ hết sức chân thực trình bày cho quý vị được rõ mà chẳng giữ lại điều gì. Điều gì thật sự sẽ xảy ra khi tinh khí thần của ông sung mãn? Vì ông không nghĩ đến dâm dục, những loài ma quỷ này đều muốn cưỡng đoạt kho tàng của ông. Đó là lý do tại sao nó đến quấy rầy ông. Nếu các ông có một người bạn gái và các bà có một người bạn trai, thì những người ấy cũng sẽ cướp đi kho báu của quý vị đi vậy. Quý vị thử nghĩ có điều gì khác nữa sẽ xảy ra. Quý vị sẽ nói, Phật Pháp dạy cho tôi biết bố thí, vậy nên tôi đem cả kho tàng của mình bố thí cho người khác. Thế thì tốt lắm. Trong tương lai, ông sẽ chuyển thân thành loài ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Khi điều đó xảy ra, người đã cướp mất kho tàng của quý vị sẽ không nói, đây này, tôi trả lại cho một ít của báo để ông có thể thoát ra khỏi cảnh giới ngạ quỷ này. Lúc đó hoàn toàn chẳng có ai giúp quý vị cả. Hãy nghĩ kỹ lại đi. Các loài ma ấy tuy có oai lực lớn nhưng vẫn còn ở trong trần lao. Trong khi ông ở trong tánh giác vi diệu, ma chẳng ảnh hưởng gì đến ông, như gió thổi chẳng làm lay động ánh sáng, hoặc như dao chẳng cắt được nước. Ông như nước sôi, trong khi ma dương giống như tảng băng, khi gần hơi nóng băng sẽ tiêu tan. Chúng nó dựa vào ma lực, nhưng đó chỉ là khách thôi. Khi ông đạt được ít định lực trong công phu, ma dương sợ hãi nên đến phá hủy, nó không muốn ông đạt được định lực. Các loài ma ấy đến để quấy nhiễu ông, và tuy có oai lực lớn nhưng nó vẫn còn ở trong trần lao. Nó bị sai sử bởi tình thức ô nhiễm. Trong khi ông ở trong tánh giác vi diệu, ma chẳng ảnh hưởng gì đến ông, như gió thổi chẳng làm lay động ánh sáng, hoặc như dao chẳng cắt được nước. Nó chẳng làm gì được ông cả, chỉ như gió không đủ làm ánh sáng lay động, và chỉ như dao dù bao nhiêu lần chém nước, nước chẳng hề hấn gì. Ông như nước sôi, định lực phát sanh từ công phu tu tập của ông được ví như nước sôi.
trong khi Ma Dương giống như tảng băng. Ma Dương được ví như tảng băng giá lạnh trong mùa đông, khi gần hơi nóng băng sẽ tiêu tan. Cứng như băng nhưng sức nóng của nước sôi cũng sẽ dần dần làm băng tan chảy. Chúng nó dựa vào ma lực, nhưng nó chỉ là khách thôi. Nó chỉ trông mong vào ma lực của chính nó, nên nó chẳng bao giờ được gọi là chủ. Nó chỉ là khách, chẳng ở được lâu. Nó không thể thành công trong nỗ lực quấy phá ông. Nó có thể phá rối được là do người chủ của ngũ ấm trong tâm ông. Nếu chủ nhân mê lầm thì khách mới được dịp quấy phá. Nó có thể phá rối được là do người chủ của ngũ ấm trong tâm ông. Căn bản là nó chẳng thể phá rối được. Tuy nhiên, nếu chủ nhân mê lầm, nếu tâm ông là chủ nhân của ngũ ấm mà mê lầm, thì khách mới được dịp quấy phá. Khách sẽ được dịp quấy phá. Còn nếu như ông là chủ nhân mà không mê lầm, thì nó không thể làm được điều gì hại ông cả. Ai là chủ? Đó là tự tánh của ông. Nếu tự tánh của ông bị mê lầm thì ma quỷ có cách để hại ông. Còn nếu tự tánh của ông không bị mê lầm thì nó đành chịu bó tay, chẳng làm gì được ông. Khi trong thiền định sáng suốt không mê lầm thì các ma sự kia không làm gì được ông. Khi năm ấm tiêu trừ, ông có thể nhập vào bản tánh sáng suốt mà tà ma kia đều nương vào ám khí. Do sáng phá được tối nên bọn chúng sẽ bị tiêu hủy khi đến gần ông. Sao còn dám đến gần ông để phá rối thiền định? Khi trong thiền định, ông làm cho tâm ý mình được thanh tịnh, đạt được chánh định, ông được sáng suốt không mê lầm, các ma sự kia chẳng làm gì được ông. Ma quỷ không thể nhiễu loạn ông bằng cách của nó được. Khi năm ấm tiêu trừ, ông có thể nhập vào bản tánh sáng suốt. Ma quỷ thuộc về bóng tối, âm. Bóng tối có thể bị xua tan như băng bị tan trong nước sôi. Trí huệ của ông rất sáng suốt nên ông hoàn toàn thể nhập vào giới ánh sáng. Bọn tà ma kia gồm ma quỷ ngoại đạo đều nương vào ám khí. Mọi chiến thuật phá hoại của nó đều nương vào bóng tối, do ánh sáng phá được tối. Nếu ông đạt được định lực và trí tuệ chân chánh thì năng lực của ánh sáng trí tuệ sẽ chiếu sáng và xua tan mọi u ám, nên bọn chúng sẽ bị tiêu hủy khi đến gần ông. Sao còn dám đến gần ông để phá rối thiền định? Còn nếu nó muốn đến gần thì cứ việc, nhưng nó không dám quấy nhiễu ông. Nếu không tỏ ngộ bị ngũ ấm làm mê lầm thì chính A Nan ắt phải làm con của ma, sẽ thành loài ma. Nếu không tỏ ngộ, nếu ông không hiểu biết và thức tỉnh mà lại bị mê lầm bởi ma của ngũ ấm thì chính ông A Nan ác hẳn phải làm con của ma, sẽ thành loài ma. Ông sẽ gia nhập vào đoàn tùy tùng của quân ma. Như ông gặp nạn ma đang già là việc nhỏ nhặt. Cô ta dùng chú thuật bắt ông phá hủy luật nghi của Phật. Nó mong trong số 84.000 tế hạnh, ông chỉ hủy phạm một giới, nhưng vì tâm ông thanh tịnh nên không bị chìm đắm. Như ông gặp nạn con gái của ma đăng già là việc nhỏ nhặt. Đó chỉ là một việc dính líu đến ma sự bình thường. Cô ta dùng chú thuật bắt ông phá hủy luật nghi của Phật. Cô ta dùng chú thuật của tiên Phạm Thiên để mê hoặc ông và bắt ông phải hủy phạm luật nghi của Phật. Nó mong trong số 84.000 tế hạnh, ông chỉ hủy phạm một giới, nhưng vì tâm ông thanh tịnh nên không bị chìm đắm. Vì ông không chứng được quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán, ông hoàn toàn không bị nó quấy phá, nên ông không bị đọa lạc. Đây là nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác ngộ quý báu của ông. Nếu nó thành công, ông sẽ như quan tể tướng bỗng nhiên bị truất quyền. Gia đình ông ta trở nên bơ vơ tuyệt vọng, không ai thương xót cứu giúp. Đây là nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác ngộ quý báu của ông. Đó là hành vi nỗ lực làm cho ông bị đọa lạc. Nếu nó thành công, ông sẽ như quan tể tướng bỗng nhiên bị mất quyền. Khi một quan chức cao cấp bị vua tịch thu tài sản của gia đình ông ta trở nên bơ vơ, không ai thương xót cứu giúp. Ông hoàn toàn bị cô đơn, vô phương kêu cứu, không ai thương xót giúp đỡ. Sắc ấm. A. Trạng thái tâm lý thanh tịnh trước khi vào cảnh giới sắc ấm. A Nan nên biết, ông ngồi nơi đạo tràng phải dứt sạch các vọng niệm.
Khi vọng niệm đã dứt sạch thì các ly niệm sáng tỏ rõ ràng, động tịnh không đổi đời, nhớ quên đều như một. A Nan nên biết, khi ông ngồi nơi đạo tràng phải tiêu trừ các vọng niệm. A Nan, ông nên biết rằng ông chỉ là người đang tu pháp phản văn văn tự tánh, tức là hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình. Khi công phu như vậy thì ông đã làm tiêu trừ mọi vọng niệm. Khi các vọng niệm đã hết sạch, chẳng còn niệm phân biệt trong tâm ông. Trạng thái thanh tịnh sáng suốt, đầy trí huệ và định lực này sẽ an trú trong ông. Khi động tịnh không đổi đời, nhớ quên đều như một, tâm ông không thay đổi, dù ông nhớ hay quên trạng thái đó đều như nhau, không sai không khác. B. Phạm vi sắc ấm. Khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được chánh định, như người sáng suốt ở nơi tối tăm, dù chân tánh nhiệm màu thanh tịnh, nhưng tâm chưa tỏa phát được trí huệ sáng suốt, đây gọi là phạm vi của sắc ấm. Khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được chánh định, A Nan nên biết, khi tu tập chánh định này, an trụ trong trạng thái thanh tịnh, động tịnh không thay đổi, nhớ quên đều như một. Như người sáng mắt nhận ra được chính mình ở nơi tối tăm, như người có đôi mắt sáng tỏ, sống trong ngôi nhà tối tăm, dù bản tánh thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, nhưng tâm chưa tỏa phát trí huệ sáng suốt. Dù chân tánh thanh tịnh nhiệm màu, nhưng tâm chưa phát sanh được sự chiếu sáng của trí tuệ sáng suốt chân thực, thì đây gọi là phạm vi của sắc ấm. C. Khi vượt qua sắc ấm, thấy được cội gốc của sắc ấm. Như mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương, không còn tối tăm, gọi là dứt sạch sắc ấm. Người ấy có thể vượt ra khỏi kiếp trược. Xem kỹ nguyên do của sắc ấm, nhận ra vọng tưởng kiên cố chính là cội gốc. Như mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương, không còn tối tăm. Trạng thái này gọi là chi? Gọi là dứt sạch sắc ấm. Trong năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức, sắc ấm đã tiêu trừ. Người này có thể vượt ra khỏi kiếp trược. Xem kỹ nguyên do của sắc ấm, nhận ra vọng tưởng kiên cố chính là cội gốc. Khi hành giả vượt qua kiếp trược, mới thấy mọi hành vi của mình đều phát xuất từ vọng tưởng kiên cố. D. Mười cảnh giới sai biệt của sắc ấm. Nếu bị mê lầm không vượt qua được sắc ấm. Một, tâm thoát ngại. A Nan, ngay trong định ấy quán xét thật kỹ bản tánh diệu minh, thấy tứ đại không còn đan dệt với nhau nữa. Trong chốc lát, thân thoát ra khỏi sự ngăn ngại. Trạng thái này gọi là tinh minh trôi vào tiền cảnh. Đó chỉ là trạng thái nhất thời do dụng công, không phải là biểu hiện sự chứng quả thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh liền rơi vào tà kiến. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến sự liên hệ của ma sự và ngũ uẩn, ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Có 10 loại ma trong mỗi uẩn, nên có tất cả là 50 hiện tượng ấm ma. Hành giả phải có sự hiểu biết rõ ràng về 50 hiện tượng ấm ma này. Nếu quý vị không biết rõ những hiện tượng này, quý vị sẽ dễ dàng kết thúc huệ mạng của mình trong quyến thuộc của ma dương mà vẫn không hay biết tại sao mình lại rơi vào đó. Đó là lý do tại sao quý vị phải hết sức thận trọng khi tu tập. A Nan, ngay trong định ấy quán xét thật kỹ bản tánh diệu minh. Khi sắc ấm sắp sửa tiêu dung, ông sẽ thấy mười phương rỗng rang và cảm nhận được một loại ánh sáng, do vì ông đã dụng công cứu xét trạng thái di tế nhiệm màu và sáng suốt. Tứ đại không còn đan dệt với nhau nữa, trong chốc lát thân có thể thoát ra khỏi mọi ngăn ngại. Tứ đại sẽ không còn kết hợp với nhau, không còn tác dụng ngăn ngại. Chẳng bao lâu thân thể trở nên không bị chướng ngại, như hư không rỗng rang. Đó được gọi là ý sanh thân, nghĩa là có một thân khác tách rời khỏi thân vật chất. Sự hiện thân tùy ý, không bị vật chất làm chướng ngại. Trước đây tôi đã kể chuyện về chú đệ tử của tôi đến các cung trời bằng pháp thân của chú ấy. Thân ấy cũng được gọi là ý sanh thân. Ý đây liên quan đến thức.
Nó là một trong sáu thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Như sắc thân được tạo nên bằng tâm thức thì cũng có khả năng vượt ra khỏi chướng ngại của sắc thân kết hợp bằng tứ đại. Trạng thái này gọi là tinh minh trôi vào tiền cảnh. Tánh diệu minh cũng trôi vào cảnh giới bên ngoài. Đó chỉ là trạng thái nhất thời do dụng công. Cảnh giới này bất quá chỉ do dụng công tu tập mà thôi. Nó không thường, chỉ là sự ngẫu nhiên thôi. Quả thật, tùy mọi lúc có thể vào ra cảnh giới ấy, muốn đến nơi nào liền đến nơi đấy, muốn trở về lúc nào là trở về lúc ấy, hoàn toàn được tự tại. Phóng chi tắc chi lục hợp, quyển chi tắc thối tàn ư mật. Nếu phóng thả ra, nó sẽ tràn ngập khắp cả trời đất, và rồi người ta có thể thu lại bất kỳ lúc nào. Nếu ông không thể làm được việc này bất kỳ lúc nào ông muốn, thì việc của ông chỉ là sử dụng công nhất thời. Đó là trạng thái mà ông sẽ đạt được khi mức độ tu tập của ông chín mùi. Tuy nhiên trạng thái này chỉ là tạm thời. Ông sẽ không thường xuyên có được một sắc thân vượt qua mọi sự chướng ngại. Đây không phải là sự biểu hiện chứng quả thánh. Ông chưa phải đã đạt được quả vị thánh. Người chưa đạt được quả vị không phải có trạng thái như vậy. Nếu không khởi tâm chứng thánh thì đó là trạng thái tốt. Nghĩa là ông không nên nói: "Ồ, tôi đã có chút ít công phu tu hành, tôi có thể thoát hồn ra khỏi thân từ một điểm trên đỉnh đầu." Nếu ông trở thành kẻ tự mãn như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Hoàn toàn do ở nơi ông cả. Tuy nhiên, nếu ông không xem cảnh giới này như một bằng chứng của sự chứng đạt quả thánh thì cảnh giới ấy không phải là một chướng ngại to lớn và cũng chẳng có gì sai lầm nghiêm trọng. Nhưng một khi nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Nếu như ông nghĩ công phu tu tập của mình hiện nay quá siêu tuyệt rồi, ta thật là kỳ diệu, ta là thánh nhân xuất thế, ta là A-la-hán. Nếu ông nghĩ như thế, ma quỷ sẽ tấn công ông ngay. Một khi ma quỷ đến phá thì ông là người đầu tiên bị đọa vào địa ngục. Hai là nhặt trùng sáng trong thân. Lại nữa, A-nan nếu dùng tâm ấy cứu xét tánh diệu minh, thấy rõ suốt khắp thân, bỗng nhiên có thể lượm ra những con trùng, con sáng từ trong thân mình mà thân thể vẫn nguyên vẹn không bị tổn thương. Trạng thái này gọi là tinh minh tràn ra hình thể. Đây chỉ là trạng thái nhất thời do tinh tấn công phu, chẳng phải là chứng thánh. Nếu người ấy không nghĩ mình chứng thánh thì đó là trạng thái tốt. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Đây gọi là cảnh giới thứ hai của hiện tượng ngũ ấm ma. Ma cảnh này xuất hiện vì ông tinh tấn tu tập. Nếu ông không tinh tấn trong việc hành trì thì ông chẳng thể nào thu hút ma sự này. Dù ông muốn, ma cũng chẳng thèm để ý tới ông. Dưới mắt nó, ông chỉ là một kẻ nghèo nàn, nó chẳng có cớ thuận tiện để quấy phá ông. Nhưng nay vì ông đang lúc công phu, ông vừa tích trữ được chút ít của cải quý báu, đó là lý do ma theo ông để quấy rối. Vậy ông phải làm gì khi nó đến? Ông cần phải an trụ trong trạng thái như như bất động và tỉnh giác, sáng suốt, không dính mắc, không phan duyên với những hình tướng hiện ra bên ngoài, hoàn toàn không dính mắc vào mọi chuyện. Cũng đừng nên nghĩ cảnh giới ấy quá tuyệt vời, ước gì nó lại hiện ra. Đừng mong ngóng nó, cũng đừng ruồng rẫy xua đuổi nó, mà chỉ xử sự như không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu quý vị không tự xem mình là bậc thánh thì đó là tình trạng tốt. Còn nếu quý vị nghĩ rằng mình đã là thánh nhân, bỗng nhiên thốt lên: "Ồ, ta là người phi thường, ta có thể nhặt từng loài chúng sanh từ trong thân mình ra." Nếu ông nghĩ rằng mình đã đạt được thần thông tự tại thì quý vị thật sự mê lầm. Chỉ vì một niệm tự mãn ấy, ma quỷ liền len vào tâm và cai quản. Nó điều khiển ông cho đến khi ông mất hết định lực. Do đó ông phải hiểu thật rõ những đạo lý của việc tu hành. Chỉ như thế mới có thể giữ cho ông khỏi bị rơi vào bẫy ma hay lạc vào đường tà. Nếu ông không hiểu Phật Pháp thì rất dễ bị lạc đường. Ông có chút nào công phu không? Chuyện ấy chẳng thành vấn đề.
nhưng khi công phu có được chút ít định lực rồi thì ma dương liền luôn luôn để mắt tới ông. Chỉ cần có được dịp thuận tiện thì nó liền đến quấy phá ông. Lại nữa, A Nan, nếu có người dùng tâm xét lại tánh Diệu Minh sẽ thấy rõ suốt khắp thân. Nếu ông siêng năng miệt mài trong việc tu tập, cuối cùng ông sẽ có khả năng thấy được mọi thứ bên trong thân ông. Đó là chuyện thường nếu ông muốn thấy được như thế. Nhưng nếu ông chỉ có khả năng thấy được cảnh giới này trong phút chốc thôi thì đó là trạng thái của sắc ấm. Bỗng nhiên có thể lượm ra những con trùng, con sáng từ trong thân mình mà thân thể vẫn nguyên vẹn, không bị tổn thương. Trong cảnh giới này, bỗng nhiên ông có thể lượm trùng sáng ở trong bụng mình ra. Đủ loại dài ngắn, lớn nhỏ, ông chỉ cần đặt tay vào là lôi nó ra được. Những loại trùng được lôi ra là có thực mà chẳng tổn thương đến khoang bụng. Ông nghĩ loài trùng được lấy ra như thế nào? Nếu ông đưa tay vào trong bụng để lấy được trùng sáng ra thì khoang bụng sẽ bị tổn thương. Nhưng khoang bụng hoàn toàn không bị rách bể, thân thể còn toàn vẹn. Trường hợp này có thể giải thích theo hai cách. Một là có thể hiểu là thân thể của nó vẫn còn toàn vẹn, nghĩa là thân thể của loài trùng sáng vẫn còn toàn vẹn, chẳng bị tổn thương chút nào và vẫn sống khỏe mạnh. Còn hiểu theo cách thứ hai là khoang bụng trong thân thể mình vẫn toàn vẹn, không bị tổn thương. Trạng thái này gọi là tinh minh tràn ra hình thể. Một loại ánh sáng rất trong suốt tràn ngập khắp thân thể của ông. Thực ra, ông chẳng đưa tay vào khoang bụng mình để nhặt những con trùng sáng ra, mà trùng sáng tự thoát ra. Đây chỉ là tình trạng nhất thời do tinh tấn công phu, chẳng phải là chứng thánh. Trạng thái này không phải như một việc gì đó thường xảy ra. Nếu đây là cảnh giới xảy ra thường xuyên thì tình huống khác hẳn. Đây không phải cảnh giới khi chứng quả thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh thì đó là trạng thái tốt, sẽ là tốt đẹp, không gây nên vấn đề gì nghiêm trọng. Còn nếu nghĩ mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Nếu quý vị cho rằng ta vừa chứng quả vị thánh, ta có thể lấy những trùng sáng này từ trong bao tử mình ra, chẳng tuyệt diệu hay sao? Các người đâu được như thế. Nếu quý vị trở nên tự mãn, đắm chấp vào trạng thái vừa xảy ra thì quý vị sẽ bị ma dương quyến rũ thành quyến thuộc của nó. Ba là nghe tiếng thuyết pháp giữa hư không. Lại nữa, nếu đem tâm ấy quán xét tinh tường cả trong lẫn ngoài, khi ấy hồn phách, ý chí, tinh thần trừ ra sắc thân đều giao tiếp lẫn nhau thay phiên làm khách chủ. Rồi bỗng dưng nghe giữa hư không có tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng diễn bày nghĩa lý thâm mật. Cảnh giới này gọi là tinh thần hồn phách thay phiên nhau khi rời xa, khi kết hợp để cùng nhau thành tựu những hạt giống tốt. Nhưng đó chỉ là trạng thái nhất thời, chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Lại nữa, nếu có người đem tâm ấy quán xét tinh tường cả trong lẫn ngoài, cứu xét tinh sâu mãi không thôi, trong và ngoài, nỗ lực đạt đến chỗ tuyệt đỉnh, không ngừng cố gắng tinh luyện tiến trình ấy, hồn phách trải qua một sự thay đổi, có ba hồn và bảy phách, tức là bảy vía ở trong thân thể con người. Tôi đã đề cập đến 10 anh em này trước rồi. Một số trong 10 hồn vía ấy chỉ có tai hoặc mắt, có trường hợp chỉ có mũi nhưng không có môi, mắt, tai. Mỗi trường hợp chỉ làm chủ một giác quan, thiếu 5 giác quan kia, thế nên nó không có tác dụng riêng lẻ, độc lập. Nó phải hợp tác hỗ tương với nhau như một đội bóng. Những ai có tai sẽ giúp cho người không có tai, ai có mắt giúp cho người không có mắt. Nó hỗ trợ giúp đỡ cho nhau. 10 thứ hồn phách ấy cùng với ý chí tinh thần sẽ xen vào nhau, thay phiên làm khách, làm chủ. Nó thay đổi vai trò hỗ tương giúp đỡ lẫn nhau. Nó thay nhau đóng vai chủ và khách. Rồi bỗng dưng nghe giữa hư không có tiếng thuyết pháp. Có người đang thuyết pháp giữa hư không. Ai vậy? Ông nghe được tiếng nhưng không thấy được hình. Thực ra đó chỉ là ý chí tinh thần của chính ông. Nó thay phiên nhau đóng vai chủ và khách để giảng pháp. Hoặc nghe mười phương đều diễn bày nghĩa lý thâm mật.
ông có thể nghe tiếng giảng pháp từ giữa không trung. Sao vậy? Vì sự công phu tu tập của ông trong những đời trước, ông đã từng nghe giảng rất nhiều kinh pháp, nên trong tinh thần ý chí tư tưởng của ông không thể nào phai mờ được. Thế nên trong đời này, khi ông dụng công tu tập đạt đến đỉnh cao nhất, thì những kinh nghiệm trong quá khứ trào ra. Cảnh giới này gọi là tinh thần thay phiên nhau khi rời xa, khi kết hợp, để cùng nhau gieo trồng những hạt giống tốt. Nó cùng hợp tác với nhau, cùng lập thành một dây, cùng nhau kết nhóm, cùng nhau tách rời ra. Chúng có thể giảng nói Phật Pháp khiến cho ông có thể hiểu được những điều mà trước nay ông chưa hiểu. Vậy nên ông có thể gieo trồng những chủng tử tốt cho đời sau. Đó chỉ là trạng thái nhất thời, không phải là thường xuyên, không phải là chứng thánh. Đừng khởi ý tưởng cho rằng trạng thái này rất vi diệu, rồi nói, hãy xem ta đây, ta chẳng cần đến nơi pháp hội, ta có thể nghe giảng pháp ở trong không trung bất kỳ khi nào ta muốn. Ông có thể được nghe giảng pháp, nhưng cũng không có nghĩa là ông đã chứng thánh. Nếu chẳng nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt. Nếu ông không trở nên tự mãn, không tự cho rằng mình là kẻ phi thường, nếu không muốn dối gạt mọi người thì đó là trạng thái tốt. Giả sử như ông nói, ồ, ta có thể nghe pháp ngay cả khi chẳng ai giảng nói cả. Ai có được điều ấy chăng? Không, thế mà chuyện ấy lại đến với ta. Nhưng nếu ông quảng cáo khoe khoang trạng thái đó để mong có người tin ông, thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu ông nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Bốn là Phật hiện thân, lại đem tâm ấy lóng sạch thấu triệt bên trong hào quang tỏa chiếu sáng ngời. Mười phương biến thành sắc chim phù đàn, tất cả loài hữu tình đều hóa làm Như Lai. Lúc ấy bỗng thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có ngàn Đức Phật nhiễu quanh, trăm ức cõi nước cùng với hoa sen đồng thời hiện ra. Cảnh giới này gọi là tâm hồn được truyền dẫn bởi sự lĩnh ngộ. Khi tập trung tham cứu đến tận nguồn tâm, thì ánh sáng từ trong tâm chiếu khắp cõi nước. Đây chỉ là trạng thái tạm thời, không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh gọi là cảnh giới tốt. Nếu tự cho mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Lại đem tâm ấy lóng sạch, thấu triệt, bên trong hào quang tỏa chiếu sáng ngời. Khi tâm lặng yên, thanh tịnh, hiển bày, tỏ lộ sáng suốt tột bậc. Ánh sáng từ trong tâm chiếu khắp cả, mười phương biến thành sắc diêm phù đàn. Ánh sáng rực rỡ tỏa chiếu từ trong tâm, khắp mười phương cõi nước đều phủ màu diêm phù đàn. Tất cả các loài hữu tình, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, noãn sanh và tất cả các loài chúng sanh khác đều hóa làm Như Lai. Lúc ấy bỗng thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na nghĩa là suốt khắp mọi nơi, là danh hiệu của Đức Phật. Ngài không hiện hữu riêng ở một nơi nào, vậy nên chẳng nơi nào mà Ngài không có. Thân thể của Ngài trùm khắp mọi nơi. Người này bỗng nhiên thấy được Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, vì Đức Phật có thân trùm khắp mọi nơi. Ngồi trên đài thiên quang, làm bằng ánh sáng của cõi trời, hiển bày thân cao ngàn trượng. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na được ngàn Đức Phật vây quanh, cùng trăm ức cõi nước, cùng với hoa sen xanh vàng đỏ trắng đồng thời hiện ra. Cảnh giới này gọi là tâm hồn được truyền dẫn bởi sự lĩnh ngộ. Ông đừng cho rằng cảnh giới này là thật. Tâm thức ông bị ảnh hưởng bởi một dạng linh cảm sự giác ngộ, do vậy nó không thật. Do khi tập trung tham cứu đến tận nguồn tâm, thì ánh sáng từ trong tâm chiếu khắp các cõi nước. Khi tâm ông được sáng suốt, nó sẽ chiếu khắp tất cả mọi thế giới. Đây chỉ là trạng thái tạm thời, không phải là chứng thánh. Những gì đang diễn ra không phải là lâu dài vĩnh viễn. Ông chẳng phải là đã chứng thánh quả. Nếu không nghĩ mình chứng thánh quả thì gọi là cảnh giới tốt. Còn nếu tự cho mình chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Nếu ông nói thật tuyệt diệu, ta vừa thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, ông có thấy chăng? Công phu của ông chẳng sâu bằng tôi thật là đã đạt được điều ấy. Một khi ông khởi lên niệm như vậy thì ma dương liền đến lôi kéo ông vào địa ngục.
5. Sắc báo đầy hư không. Lại đem tâm ấy cứu xét tinh rộng, màu nhiệm sáng tỏ, quán sát không ngừng, đè nén, hàng phục ngăn dứt quá phần. Bây giờ bỗng dưng thấy hư không mười phương biến thành màu sắc bảy loại châu báu, hoặc màu sắc của trăm loại châu báu, xuất hiện đồng thời đầy khắp, không ngăn ngại lẫn nhau. Những màu xanh vàng đỏ trắng hiện ra rõ ràng. Cảnh giới này gọi là sức công phu hàng phục vọng tâm quá phần. Mới được cảnh giới như vậy, chẳng phải chứng thánh. Không khởi thánh tâm là trạng thái tốt. Còn nếu nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Lại đem tâm ấy cứu xét tinh rộng, màu nhiệm sáng tỏ, quán sát không ngừng, đè nén hàng phục ngăn dứt quá phần, cố gắng kiềm chế hàng phục vọng tâm của mình đến nỗi nó không đạt đến chỗ siêu diệt. Bỗng dưng hư không trong mười phương biến thành màu sắc của bảy loại báo, hoặc là màu sắc của trăm loại châu báo, xuất hiện đồng thời khắp trong không gian, mà không ngăn ngại lẫn nhau, mà nó không hề chướng ngại lẫn nhau. Những loại màu sắc xanh vàng đỏ trắng đều hiện ra rõ ràng, mỗi thứ đều phô bày màu sắc riêng biệt của nó. Cảnh giới này gọi là sức hàng phục vọng tâm quá mức. Ông dụng công tu tập chế ngự vọng tâm, không để cho vọng tưởng xen vào, không để cho nó dấy khởi những tạp nhiễm. Sau khi sự kiềm chế ấy xảy ra một thời gian dài, trở nên căng thẳng quá mức, đó là ông đã vượt quá mức độ bình thường lẽ ra nên có. Mới được cảnh giới như vậy, chẳng phải chứng thánh. Ông chỉ tạm thời thấy được sắc màu bảy báo trong không trung thôi, vậy nên trạng thái này không có nghĩa là ông đã chứng được thánh quả. Không khởi thánh tâm là trạng thái tốt. Còn nếu nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến, sẽ là hoàn toàn tốt đẹp, không phải là tình trạng xấu. Còn nếu nghĩ rằng mình là bậc thánh liền rơi vào tà kiến, ông sẽ bị bao vây bởi bè lũ tà kiến và ông sẽ đọa lạc. Sáu là ban đêm như ban ngày. Lại đem tâm ấy cứu xét tinh rộng, sáng suốt không loạn. Bỗng nhiên giữa đêm có thể thấy các thứ hiện ra trong phòng tối không khác gì ban ngày, mà các thứ ở trong phòng tối cũng không biến mất. Đó gọi là định tâm lặng đứng cái thấy, nên thấy suốt chỗ tối tăm. Tạm được như thế, không phải chứng thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh, đó là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng thánh liền rơi vào tà kiến. Lại đem tâm ấy cứu xét tinh rộng, sáng suốt không loạn. Lại nữa, khi người ấy định tâm để quán sát mọi cảnh giới, cho đến khi linh quang từ bản tâm sáng suốt trở nên rất lắng động và đạt được định lực, bỗng nhiên giữa đêm có thể thấy các thứ hiện ra trong phòng tối. Trong ngôi nhà có ánh sáng, ban đêm không khác gì ban ngày, mà các vật ở trong phòng tối cũng không biến mất. Không những ông chỉ có thể thấy các vật ở trong nhà, mà ông còn có thể thấy được các vật ở bên ngoài ngôi nhà. Không những ông chỉ thấy được đồ vật đã có sẵn trong nhà, mà ông còn thấy được rất rõ ràng những vật đang từ bên ngoài đến hiện ra trong nhà. Cảnh giới này gọi là định tâm lặng đứng cái thấy, nên thấy suốt chỗ tối tăm. Tâm ông được tinh lọc đến chỗ cực điểm và cái thấy của ông được thanh tịnh đến mức tột cùng. Với cái nhìn trong suốt ấy, ông có thể nhìn được mọi vật ngay trong bóng tối. Tạm được như thế, không phải chứng thánh. Nhưng đó chỉ là trạng thái tạm thời, không phải là chứng thánh. Ông không nên nghĩ đó là quả vị của bậc thánh. Chắc chắn quả vị thánh không phải là như vậy. Nếu không khởi tâm chứng thánh, đó là cảnh giới lành. Nếu nghĩ mình chứng thánh, liền mắc vào tà kiến. Nếu ông khởi tâm tự cao tự mãn, nghĩ rằng mình đã đạt được công phu lớn lao trong khi tu hành, thì ông sẽ tự rước lấy ma chướng vào mình. Một số người tu đạo khi đạt đến trạng thái cực điểm vô cùng thanh tịnh và trong suốt như thế, đột nhiên họ thấy được mọi vật. Đó là vì họ đã mở được con mắt Phật, Phật nhãn. Tuy thế không phải ai cũng có thể mở được Phật nhãn. Ngay cả nếu có người đạt được Phật nhãn, cũng không phải là có được mãi mãi. Cảnh giới được mô tả ở đây là hành giả chỉ được khai mở Phật nhãn trong nhất thời,
khiến hành giả có thể nhìn thấy đồ vật trong nhà tối y như ở đó có ánh sáng vậy. Tôi lưu ý thêm là hành giả có thể thấy đồ vật từ bên ngoài đến hiện ra trong nhà. Sẽ thấy được cái gì? Ví dụ ông có thể thấy thần, ma quỷ, Bồ Tát hay Đức Phật từ bên ngoài đến hiện ra trong nhà tối, không nhất định là hình ảnh nào. Không phải ai cũng trải qua cảnh giới này, nhưng có một số người sẽ có. Đây là cảnh giới sẽ hiện ra tại một thời điểm nào đó trong khi hành giả dụng công tu tập. Nhưng đừng nghĩ rằng tất cả mọi người tu đạo đều phải trải qua những cảnh giới giống nhau, vì nó không phải là một dạng nhất định. Có người được mở Phật nhãn thường xuyên, điều đó được gọi là thần thông có được như một phước báo. Đó là những người trong đời trước đã tinh tấn tu tập pháp môn nghìn tai nghìn mắt, thiên thủ thiên nhãn. Và kết quả dĩ nhiên là họ có thể mở được Phật nhãn đời này cho đến đời sau. Những người khác chỉ có thể mở được Phật nhãn nhất thời thôi, vì tâm họ không ở trong trạng thái hằng thanh tịnh. Nếu tâm họ thường thanh tịnh và họ đã tu tập pháp môn đại bi trong những đời trước, họ cũng có thể mở được Phật nhãn thường trực. Đó là những trường hợp khác biệt trong khi tu hành. 7. Thân không còn cảm giác, đồng như cây cỏ. Lại đem tâm ấy hoàn toàn nhập vào tánh hư dung, tứ chi bỗng nhiên đồng như cây cỏ, lửa thiêu dao cắt cũng không hay biết, lửa đốt không cháy thân, dù bị lóc thịt cũng như chẻ cây. Đó gọi là trần cảnh và tính tứ đại đều sạch hết, chỉ một hướng thuần chân. Tạm được như thế không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh là cảnh giới tốt, nếu nghĩ mình chứng thánh liền rơi vào tà kiến. Giảng, lại đem tâm ấy hoàn toàn nhập vào tánh hư dung. Lại nữa, khi tâm ấy hoàn toàn thể nhập vào tánh hư dung, tròn khắp đầy đủ mà lại hư dung, tâm đó có rồi lại không đó. Quý vị có thể nói tâm đó không có, nhưng tôi biết là có. Tứ chi bỗng nhiên đồng như cỏ cây, lửa thiêu dao cắt cũng không hay biết. Nếu ông lấy dao cắt hay lấy lửa đốt tay chân mình, sẽ không có một chút cảm giác nóng hay khó chịu nào cả. Lửa đốt không cháy thân. Khi ông có đốt thân, thân vẫn không thấy nóng, dù bị lóc thịt cũng giống như chẻ cây. Nếu ông lóc thịt ra khỏi tay chân thì cũng chỉ như bóc vỏ cây, chẳng thấy đau đớn hay kinh động gì cả. Cảnh giới này gọi là trần cảnh và tính tứ đại đều sạch hết, chỉ một hướng thuần chân. Tướng tiền trần cùng nhau gom lại, và tánh đất, nước, gió, lửa hợp lại thành một thể. Tạm được như thế không phải là chứng thánh. Tuy vậy, đó chỉ là cảnh giới tạm thời, một kinh nghiệm ngẫu nhiên, không phải là cảnh giới vĩnh viễn, không phải là chứng thánh. Đừng nghĩ rằng ông đã chứng được quả vị thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh gọi là cảnh giới tốt, nếu nghĩ là mình chứng thánh trở nên tự mãn, đại ngã mạn, khởi tâm kiêu ngạo, liền rơi vào tà kiến, sẽ bị tấn công và bao vây bởi bè lũ ác kiến. 8. Biến thành cảnh giới chư Phật. Lại đem tâm ấy thành tựu tánh thanh tịnh, công phu tịnh tâm đến mức cùng tột, bỗng thấy núi sông đất liền khắp mười phương biến thành cõi Phật, đầy đủ bảy loại báo, ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Lại thấy chư Phật Như Lai nhiều như cát sông Hằng, khắp cõi hư không đầy lâu đài tráng lệ, dưới thấy địa ngục, trên xem thấy thiên cung mà không ngăn ngại. Đó gọi là tư tưởng thích, chán ngưng lắng ngày càng sâu. Tưởng lâu mà thành như vậy không phải là chứng thánh. Không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới tốt, nếu nghĩ mình đã chứng thánh liền rơi vào tà kiến. Giảng, lại đem tâm ấy thành tựu tánh thanh tịnh, công phu tịnh tâm đến mức cùng tột, chuyên chú tâm mình vào công phu tu tập, thực hành pháp tu tam bụi chánh định, đạt được trạng thái cực kỳ thanh tịnh. Lúc đó bỗng thấy núi sông đất liền suốt khắp mười phương biến thành cõi Phật, có đầy đủ bảy loại châu báu, ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Mỗi cung điện đều được trang hoàng bằng bảy loại châu báu: vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, xích châu, mã não, san hô. Các loại châu báu này phát ra ánh sáng chiếu khắp mười phương. Lại thấy chư Phật Như Lai nhiều như cát sông Hằng, khắp cõi hư không đầy lâu đài tráng lệ, dưới thấy địa ngục. Nhìn xuống dưới thấy được toàn cõi địa ngục,
nhìn lên phía trên, có thể xem thấy được những gì xảy ra ở thiên cung mà không ngăn ngại, có thể thấy bất kỳ cung điện lâu đài nào mà mình thích thấy. Cảnh giới này gọi là tư tưởng thích, chán ngưng lắng ngày càng sâu. Tưởng lâu mà thành như vậy. Tại sao ông lại có thể thấy được những cảnh này? Là vì ông thường có tâm yêu và ghét. Ông muốn lên cõi trời, cõi Phật và ghét diệt xuống địa ngục. Ông tập trung tư tưởng vào những niềm yêu, ghét này, chú tâm vào đó như gà mái ấp trứng, như mèo rình chuột, như rồng nuôi ngọc vậy. Chẳng nghĩ đến chuyện gì khác, mà chỉ nghĩ về những cảnh giới tốt đẹp ở cõi Phật và cảnh khổ đọa đày nơi địa ngục. Tâm ưa thích những nơi chốn an vui thánh thiện và ghét nơi đau khổ bất hạnh. Cuối cùng, những tư tưởng ấy đã tạo nên loại cảnh giới này. Đó không phải là chứng thánh. Không nên nghĩ rằng mình đã chứng được quả vị thánh và đạt được nhiều năng lực lớn trong công phu. Nếu không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới tốt, thế thì không phải là xấu. Nếu nghĩ là chứng thánh và nói cảnh giới này thật tuyệt, ta đang ở với chư Phật, thực vậy chính ta là Phật, liền rơi vào tà kiến. Nếu nghĩ như vậy, thiên ma và ngoại đạo liền đến lôi kéo ông làm bạn đồng hành với nó. Ông nói ông đang ở nơi chư Phật phải không? Tốt lắm, chúng ta cùng kết bạn và chúng tôi sẽ theo thân cận với ông. 9. Ban đêm nhìn thấy xa. Lại đem tâm ấy cứu xét sâu xa, bỗng nhiên giữa khuya thấy được những nơi chốn xa xôi, thấy chợ, giếng nước, đường phố, ngõ hẻm, bà con thân quyến, cùng nghe họ đang nói chuyện với nhau. Cảnh giới này gọi là do dồn ép tâm đến mức cùng tột, nên tâm phóng dọt ra, thấy được nhiều thứ ở xa và cách ngại như vậy, chứ không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh là cảnh giới tốt, còn nếu cho mình chứng thánh liền rơi vào tà kiến. Giảng: lại đem tâm ấy cứu xét sâu xa. Khi dụng tâm nghiên cứu sâu xa, bỗng nhiên giữa khuya thấy được những nơi chốn xa xôi, bỗng nhiên có thể thấy được những hiện tượng, những cảnh huống khác nhau ở những nơi chốn xa xôi vào lúc giữa đêm khuya, thấy chợ, giếng nước, đường phố, ngõ hẻm, bà con thân quyến, cùng nghe họ đang nói chuyện với nhau. Có thể thấy được phố chợ, nơi hàng hóa được bán đầy trên phố, giếng nước công cộng, nơi mọi người lấy nước, dùng đường phố lớn, ngõ hẻm nhỏ. Có thể thấy được luôn cả bà con quyến thuộc họ hàng thân tộc, cùng nghe được những lời họ nói chuyện với nhau. Có thể nghe được họ bàn bạc nói chuyện với nhau. Cảnh giới này gọi là do dồn ép tâm đến mức cùng tột, nên tâm phóng dọt ra, thấy được nhiều thứ ở xa và cách ngại như vậy. Trong công phu, ông đã chế ngự tâm phóng túng buông thả theo vọng tưởng, thúc ép tâm mình đến mức cùng tột, rồi trải qua cảm giác tâm được phóng dọt ra và thấy hết mọi vật, bất kể nó ở bao xa. Những cảnh vật mà khi bình thường dù cố gắng nhìn cũng không thể thấy được, nhưng bây giờ bỗng dưng tâm ông dở rời ra và ông có thể thấy được mọi vật. Đó không phải là chứng thánh. Không nên nghĩ rằng đây là cảnh giới tốt. Nếu không nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt, còn nếu tự xem mình là thánh liền rơi vào tà kiến. Nếu quý vị tuyên bố rằng mình đã chứng được thánh quả trong khi mình chẳng hề chứng được, hoặc quý vị tuyên bố đã chứng được những gì mình không thể chứng được, thì quý vị sẽ thấy mình bị bao vây bởi quân ma. 10. Thấy thiền tri thức biến dạng mà không hiểu nguyên nhân. Lại đem tâm ấy cứu xét tinh rồng, thấy hình thể của các vị thiền tri thức bị biến dạng. Chỉ trong chốc lát, thân họ biến thành nhiều dạng khác nhau mà không biết vì cớ gì. Đó gọi là tà tâm bị loài ly mị hay bị thiên ma nhập vào, vô cớ thuyết pháp, rất thông suốt diệu lý, chứ không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh thì các ma sự liền tiêu mất, còn nếu nghĩ mình đã chứng thánh liền rơi vào tà kiến. Giảng: đây là trạng thái ma sự thứ 10 của sắc ấm, gọi là vọng kiến và vọng thuyết. Là đem tâm ấy cứu xét tinh rồng, thấy hình thể của các vị thiền tri thức bị biến dạng, người mà ông đã theo học giáo pháp trong quá khứ. Chỉ trong chốc lát, thân họ biến thành nhiều dạng khác nhau mà không biết gì cớ gì. Vị thiền tri thức ấy biến đổi hình dạng ngay trước mặt ông, và biến thành một ông lão. Lát sau, vị ấy biến thành một người trung niên. Lát sau nữa, vị ấy biến thành một người thiếu niên. Còn nếu thiền tri thức vốn là người nam biến thành người nữ, ông sẽ nghĩ rằng: ồ, người thiền tri thức của ta đời trước là một người phụ nữ. Thực ra, những gì ông thấy đều không có thực. Những sự biến đổi này
là kết quả từ vọng tưởng của ông. Chỉ trong chốc lát, nhiều sự biến chuyển xảy ra mà không giải thích được. Mọi việc đều biến đổi, trở nên khác với bình thường. Điều này tương tự với những gì mà người sử dụng ma túy đã trải qua. Đối với họ, mọi vật trở nên có màu sắc sáng chói. Họ không thể nhìn rõ các vật thể ấy. Họ vẽ lên những bức tranh kỳ quái không ai hiểu nổi, vì họ chỉ làm văng tung tóe bừa bãi các màu sắc trên khung vải. Sau khi họ vẽ xong, có người nói: "Ồ, thật là một danh họa." Có người đã khen thật: "Quý vị thấy đó, đó là một loại." Quý vị thắc mắc: "Nhưng đây có phải là trường hợp của người tu đạo đã dùng ma túy không?" Không, cảnh giới này gây nên do ma dương. Khi ông dùng ma túy, ma dương cũng có việc làm. Nó cũng làm cho mọi cảm giác trong quý vị biến đổi theo. Những cảnh giới trong sắc ấm có thể biến chuyển thành tốt hoặc trở nên xấu đi. Nếu hành giả có đầy đủ thiện căn thì sự chuyển biến sẽ theo chiều hướng tốt đẹp. Nếu hành giả có ít thiện căn sẽ sang hướng chiếu bất thiện. Đó là tất cả các dạng biến đổi. Đó gọi là tà tâm bị loài ly mị hay bị thiên ma nhập vào. Vô cớ thuyết pháp rất thông suốt diệu lý. Khi loài ly mị hoặc thiên ma nhập vào, ông sẽ tự cho rằng mình biết giảng kinh, biết thuyết pháp, tự cho mình đã được khai ngộ, tự cho mình là bậc trưởng lão. Những người này bắt đầu giảng pháp mà không có nguyên nhân, và họ không biết mình nói điều gì nữa. Họ nói rằng họ đã thông đạt diệu nghĩa của Phật pháp, nhưng thật sự chẳng thông đạt được diệu nghĩa. Họ cũng chẳng phải đang diễn nói Phật pháp nữa. Họ đã lấy những điều sai diễn nói thành đúng, rồi tuyên bố rằng pháp của họ là vi diệu. Họ tự khen ngợi mình, còn quỷ báng người khác. Nó tự xưng là bậc trưởng lão, chứ không phải là chứng thánh. Đây là một trạng thái không tốt. Nếu không nghĩ mình chứng thánh, các ma sự liền tiêu tan, bọn quân ma sẽ tự biến mất. Còn nếu nghĩ mình đã chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. Nếu ông nghĩ mình đã đạt được quả vị thánh, ông sẽ nhận thấy mình đang ở địa ngục. Ông sẽ đạt được quả vị của mình ở nơi địa ngục. E. Lời khuyên răn tổng kết của Đức Thế Tôn về sắc ấm. A Nan, mười cảnh giới hiện ra trong thiền định như vậy là do sắc ấm và tâm dụng công giao xen với nhau mà có. Giảng. A Nan, mười cảnh giới đã được mô tả ở trên hiện ra khi tập trung quán chiếu trong thiền định, do sắc ấm và tâm nôn nóng dụng công giao xen nhau mà hiện ra. Cảnh giới này có liên quan với sắc ấm. Khi tâm dụng công hỗ tương với sự tham cứu về sắc ấm đến cùng cực, người tu đạo ai cũng có thể trải qua cảnh giới này. Chúng sanh mê muội không tự xét kỹ, gặp nhân duyên này mê muội không tự biết, tự cho là chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng. Chúng sanh mê muội không tự xét kỹ, chúng sanh ngoan cố khó chuyển hóa, ngu mê khó thức tỉnh. Họ không tự duyệt xét lại mình để kiểm chứng lại mức độ tu học của mình ngay từ đầu. Gặp nhân duyên này, gặp các cảnh giới ma sự, mê muội không tự biết mình, tự cho là chứng thánh. Chúng tuyên bố: "Ồ, ta là Phật, ta giác ngộ rồi, ta đã chứng được thánh quả rồi." Như vậy thành tội đại vọng ngữ. Chúng thật sự đã nói những lời đại vọng ngữ, chắc chắn chúng sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Các ông phải nương theo. Sau khi Như Lai nhập diệt, trong đời mạt pháp phải truyền bá giáo pháp này, đừng để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Giữ gìn che chở cho mọi chúng sanh, khiến họ được thành đạo vô thượng. Giảng. Các ông phải nương theo. Sau khi Như Lai nhập diệt, trong đời mạt pháp phải truyền bá giáo pháp này. A Nan, ông nên hết lòng nương theo và thực hành giáo pháp mà tôi đã giảng dạy cho các ông. Trong đời mạt pháp, sau khi Như Lai diệt độ, các ông phải truyền bá giáo pháp này. Đừng để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Giữ gìn che chở cho mọi chúng sanh, khiến họ được thành đạo vô thượng. Phải nên duy trì và bảo hộ Phật pháp chân chánh, mới mong được thành tựu đạo quả vô thượng.
thọ ấm. A lớn, tâm lý trước khi vào cảnh giới thọ ấm. A nan, thiền nam tử ấy tu tập chánh định, trong khi tu samatha chỉ sắc ấm giết sạch, thế tâm chư Phật như bóng hiện ra trong gương. Giảng: A nan, thiện nam tử ấy tu tập chánh định, tu tập công phu phản văn văn tự tánh, hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra bản tánh của mình. Tu tam ma đề tức tu tập chánh định là tu nhĩ căn viên thông, tức tu tập công phu phản văn văn tự tánh, hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra bản tánh của mình là công phu để đạt được trí huệ viên mãn thông qua nhĩ căn. Khi tu pháp samatha làm thanh tịnh tâm ý, chuyển hóa tất cả mọi dòng tưởng để tập trung vào việc quán chiếu. Khi trừ diệt các sắc ấm hết sạch rồi, có thể thấy tâm của chư Phật như bóng hiện ra trong gương. Điều gì xảy ra thì ông tiêu trừ hết các sắc ấm. Ông có thể thấy được pháp môn tâm ấn của chư Phật, như thể ông nhìn thấy được chính mình trong gương. B. Phạm vi của thọ ấm. Như có chỗ sở đắc nhưng chưa dùng được, ví như người bị bóng mộc đè, tay chân còn y nguyên, thấy nghe không lầm, nhưng tâm bị khách tà không cử động được, đó gọi là phạm vi của thọ ấm. Giảng: Như có chỗ sở đắc nhưng chưa dùng được, ví như người bị bóng mộc đè. Trước tôi đã nói về loài quỷ cưu bàn trà, là một loài yểm mị quỷ thường dùng bùa chú để yếm cho người bệnh chết. Khi một người bị loài quỷ này ám, tay chân còn y nguyên, không bị mất đi, thấy nghe không lầm hay mê muội, nhưng tâm bị chế ngự bởi quần tà đến mức không cử động được, đây gọi là phạm vi của thọ ấm. C. Cội gốc của thọ ấm. Khi mộc đè lắng dịu rồi thì tâm rời khỏi thân, trở lại thấy được mặt mày, đi ở tự do, không còn ngăn ngại, đây gọi là hết thọ ấm. Người ấy có thể vượt qua kiến trược, xét kỹ nguyên do thì vọng tưởng hư minh là gốc của thọ ấm. Giảng: Khi tình trạng tê liệt bởi bóng mộc đè lắng dịu rồi thì tâm rời khỏi thân, trở lại thấy được mặt mày. Khi ông còn ở trong phạm vi thọ ấm, giống như bị loài quỷ cưu bàn trà làm cho tê liệt, do đó ông không thể có được sự tự tại. Nếu tình trạng này biến mất và thọ ấm được trừ sạch rồi thì tâm sẽ thoát khỏi thân và ông có thể nhìn thấy được mặt ông và đi ở tự do. Ông có thể đi hay không đi tùy ước muốn, hoàn toàn không bị trói buộc nữa, không bị ngăn ngại, đây gọi là hết thọ ấm. Khi thọ ấm đã tiêu dung, người ấy có thể vượt qua kiến trược, đó là một trong năm món ngũ trược ác thế. Xét lại nguyên do thì vọng tưởng hư minh là cội gốc của thọ ấm. Khi thọ ấm được phá sạch rồi thì cái gốc của nó cũng tiêu tan luôn. D. Mười cảnh giới của thọ ấm. Một, sự bi lụy quá độ, ma bi lụy. A nan, hành giả khi ở trạng thái này tâm rất sáng suốt, do bên trong đè nén quá phần, bỗng dưng phát sanh tâm thương cảm vô cùng, cho đến xem mũi mồng như là con mới sinh, tâm thương xót bất giác rơi lệ. Giảng: A nan, hành giả khi ở trong trạng thái này tâm rất sáng suốt, do bên trong đè nén quá phần, một loại cảm xúc đột nhiên sinh khởi, ông ta đã liên tục ức chế tư tưởng quá trớn. Khi sự dồn nén bên trong quá mức, bỗng dưng phát sanh tâm thương cảm vô hạn và lòng thương mến các loài chúng sanh, đến nỗi xem mũi mồng như là con mới sanh. Tiếng Hán gọi con mới sanh là xích tử, do da của trẻ con mới sanh có màu đỏ. Tâm sinh thương xót bất giác rơi lệ, không biết tại sao mà ông bật khóc. Đây gọi là đè nén tâm quá mức trong khi công phu. Nhận ra điều đó thì không có gì sai trái, chẳng phải là chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy, không còn mê lầm, trạng thái đó dần tự tiêu vong. Nếu nghĩ là mình chứng thánh thì bị loài ma bi lụy nhập vào trong tâm phủ, mỗi khi thấy người thì thương xót kêu khóc không thôi, nếu mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Giảng: Đây gọi là đè nén tâm quá mức trong khi công phu. Trạng thái này có thể sanh khởi trong khi dụng công tu tập, nó xảy ra vì ông đã đè nén tâm thái quá. Nhận ra điều đó thì không có gì sai trái, chẳng phải là chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy, không còn mê lầm, trạng thái đó dần tự tiêu vong. Nếu ông hiểu ra mình đã sai lầm và tự nhủ thầm, tại sao ta lại khóc lóc vô cớ như vậy, thì phải thay đổi ngay. Hiểu rõ như vậy rồi sẽ không còn trạng thái căng thẳng nữa.
Cảnh giới này không phải chứng thánh, đó không có nghĩa là ông đã chứng được tâm đồng thể đại bi. Đừng nghĩ rằng thương xót các loài mũi mồng và các loài côn trùng nhỏ nhất như là con mới đẻ của mình là tâm đồng thể đại bi. Nếu biết rõ như vậy, không còn mê lầm nữa, trạng thái căng thẳng đó tự tiêu vong. Nhưng nếu nghĩ là mình đã chứng thánh, nếu ông nghĩ, ồ bây giờ ta đã có được tâm đồng thể đại bi, công phu tu tập của ta thực sự đã thành tựu, thế là bị loài ma bi lụy nhập vào trong tâm phủ, nghĩa là gặp bất cứ người nào cũng đều vô cớ bật khóc. Loài ma này mỗi khi gặp người thì thương xót, kêu khóc không thôi, khóc mà chẳng biết tại sao buồn thảm như thế. Khi còn ở Mãn Châu, tôi biết một người phụ nữ tên là Lưu Kim Đồng đã gặp phải trạng thái như vậy. Bất kỳ khi gặp người nào, cô đều bật khóc và nói, trong tiền kiếp, ngươi là con tôi. Bây giờ con đã trở lại, con đã tìm gặp được mẹ rồi đó. Bằng nước mắt, bà ta hết sức làm cho người ta bối rối, để họ phải tin rằng mình thực sự đã gặp được mẹ. Thực ra, người đó đã gặp ma. Nếu mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. Nếu ông nghe theo ma dương, ông sẽ rơi vào địa ngục. 2. Sự táo bạo quá mức. Lại nữa A Nan, khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, cảnh giới thù thắng hiện ra, cảm kích quá phần, bỗng dưng trong đó sinh tâm rất dũng mãnh, thông minh, bén nhạy, sánh đồng như Phật, cho rằng có thể vượt qua ba A Tăng kỳ kiếp chỉ trong một niệm. Giảng. Lại nữa A Nan, khi hành giả bao gồm tất cả những thiện nhân đang tu tập Phật Pháp, khi ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, trong năm uẩn biết rõ sắc ấm đã tiêu rồi và hoàn toàn biết rõ sáng suốt về thọ ấm. Lúc ấy cảnh giới thù thắng hiện ra, một nhãn quang đặc biệt và hiếm có xuất hiện trong tâm. Hành giả cảm thấy rất là khoan khoái dễ chịu. Tuy nhiên, thái quá như bất cập, có một chút khác nhau giữa người đi quá xa và người đi khá xa mà chưa đến đích. Cả hai trường hợp đó đều không hợp với nghĩa trung đạo. Ví như khi đi du lịch, nếu ông đi vượt quá nơi ông muốn đến thì cũng đồng như chưa đến đích vậy. Vậy nên trong cảnh giới thiền định này, người ấy cảm kích quá phần, rồi bỗng dưng phát ra tâm trí dõng mãnh, thông minh bén nhạy, sánh đồng như Phật. Dõng mãnh tinh tấn một cách đáng sợ chưa từng có, tự cho rằng mình đồng như chư Phật, nói rằng Đức Phật và mình như nhau, cho rằng mình có thể vượt qua ba A Tăng kỳ kiếp chỉ trong một niệm. Cho rằng có thể vượt qua A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba chỉ trong một niệm. Do đó anh ta nói mình là Phật. Không những nói mình là Phật mà anh ta còn nói mọi người là Phật. Loại người như thế là đã rơi vào tà tri tà kiến. Thực ra mỗi người đều có một đức Phật trong tâm, nhưng phải nhờ công phu tu tập mới nhận ra Phật tánh. Ngay cả khi quyết tâm tu hành cũng không thể trở thành Phật chỉ trong một niệm, mà phải cần một thời gian rất lâu xa. Dù thời gian ấy có thể rút ngắn lại nhờ hiểu biết và thực hành đúng chánh pháp, vẫn khó có thể thành Phật chỉ trong một niệm. Nếu người có tu hành nhưng không được thiền tri thức hướng dẫn chỉ dạy cho, dù có tu tập cần khổ cách mấy đi nữa, anh ta cũng chỉ tăng trưởng tà kiến trong suốt thời gian tu mà thôi. Tự thấy rằng trải qua một thời gian tu tập lâu dài như vậy cũng không ngoài việc thành Phật, nên anh ta tự xác định rằng mình là Phật. Đây là tự nâng mình lên ngang như chư Phật. Tình trạng này xảy ra khi thọ ấm tan rã. Anh ta nói rằng mình đồng như chư Phật. Thực vậy, chỉ một niềm sai lầm đó, anh ta liền dính mắc vào quyến thuộc của ba dương. Đây gọi là dụng công lấn lướt quá mức. Nếu nhận biết thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy và duy trì sự sáng suốt thì tình trạng ấy sẽ tiêu mất. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh, liền có ma cuồng nhập vào tâm phủ. Khi gặp người sẽ khoe khoang về mình, cực kỳ ngã mạn. Tâm họ đến mức trên không còn thấy chư Phật, dưới không thấy có ai. Nếu bỏ mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Giảng. Này quý vị đang nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, bây giờ chúng ta đã đến chương rất quan trọng, nói về 50 hiện tượng ma sự phát sinh từ ngũ ấm. Nếu những người tu hành mà không hiểu 50 hiện tượng ấm ma này, họ sẽ dễ dàng lạc đường công phu. Nếu quý vị nhận ra được những hiện tượng ngũ ấm ma này thì sẽ không bị mất tự chủ và liều lĩnh khoác lác, làm ra vẻ mình là nhân vật quan trọng. Do vậy tôi khuyên quý vị
nên khuyến khích bà con bạn bè của mình đến để nghe giảng phần 50 hiện tượng ấm ma này, sẽ giúp cho quý vị biết được từng loài cảnh giới khi tu tập. Đây gọi là dụng công lấn lướt quá mức. Trạng thái này xảy ra như một kết quả nỗ lực của hành giả trong khi tu hành, vì hậu quả từ công phu thái quá chuyển hóa bên trong tự tánh khiến ông trở nên dõng mãnh như vậy. Chẳng có gì lầm lỗi trong sự dõng mãnh tinh tấn nếu quý vị dùng nó trong việc nâng cao năng lực tu tập chánh pháp. Nhưng quý vị không nên tự phụ nói rằng: ồ, ta chính là Phật, vậy ông là Phật, Đức Phật đã giảng Tam Tạng và 12 bộ kinh, còn ông đã nói được bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu tạng kinh, ông còn chưa hiểu được kinh tạng thì còn nói gì đến chuyện ông là Phật, vậy có phi lý không? Đức Phật đã giảng nói toàn bộ kinh tạng, còn ông chưa từng nói được một kinh một tạng nào cả. Thế thì sao ông lại dám tuyên bố rằng ông thành Phật được, ngay cả khi ông có thể thông hiểu từng đạo lý và giảng giải rành mạch Tam Tạng 12 bộ kinh? Thì cao nhất là ông có thể gọi mình là một đệ tử của Đức Phật chứ không phải là Phật. Nhưng người này cảm thấy mọi người trên thế gian đều kính mến, quý trọng Đức Phật, nên muốn mình cũng thành như Phật để sau khi chết người ta sẽ cúng dường. Thật ra sau khi chết, người ấy sẽ được vùi sâu trong lòng đất, sẽ thành tro bụi, sẽ chẳng còn gì ở lại với ông ta cả. Nếu nhận biết thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Hoàn toàn tốt đẹp nếu có được sự tinh tấn dõng mãnh như thế, miễn ông hiểu rằng đó chỉ là một cảnh giới và đó không có nghĩa là ông đã chứng quả thánh. Trạng thái đó không phải là chứng thánh. Nếu ông nhận rõ như vậy và duy trì sự sáng suốt, lâu rồi trạng thái ấy sẽ tự tiêu mất. Nhưng nếu tự cho mình chứng thánh, nói rằng: ôi, ta đã thành Phật, liền bị ma cuồng ngông nhập vào tâm phủ. Nên quý vị thấy đó, nếu khi vẫn chưa hiểu rõ 50 hiện tượng ấm ma thì làm sao mà thành Phật được? Loại ma này là một trong những loại ma ngông cuồng, cống cao, ngã mạn. Nó len vào tâm ông, khiến ông làm sở hữu của nó, điều khiển tâm tánh người bị nó chiếm. Khi chiếm được rồi, ma dương sẽ kiểm soát và hành động như người ấy. Khi gặp bất luận người nào liền khoe khoang về mình, cho mình là đúng và mọi người khác đều sai. Nó dèm pha bôi nhọ người khác và tự tán dương mình: mọi người đều sai trái hết, thấy chỉ có riêng mình nó là đáng trọng thôi. Nó nghĩ nó đã thành Phật. Người ấy trở nên cực kỳ ngã mạn đối với mọi người, tâm họ đến mức trên không còn thấy chư Phật, dưới không thấy có ai. Vì sao? Vì tự nghĩ chính hắn ta là Phật và không còn thấy người nào dưới mình nữa. Thế thì anh ta thấy cái gì? Anh ta nói mọi người đều là Phật, chính anh ta cũng là Phật, chẳng có vị Phật nào ở trên anh ta nữa. Trong tương lai cũng không có vị Phật nào hơn. Đó là cảnh giới mà anh ta không còn thấy ai ở dưới mình nữa. Nếu bỏ mất chánh định sẽ bị chìm đắm, nếu không duy trì chánh định chắc chắn sẽ bị đọa lạc. 3. Sự chán nản quá mức, ma trầm ức. Lại nữa, khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, trước không không thấy có cảnh giới mới để chứng, lui về thì mất chỗ cũ, trí lực suy yếu, rơi vào nơi cùng cực, không còn gì để trông mong. Bỗng dưng có cảm giác đơn điệu, khao khát trỗi dậy, trong mọi lúc đều thầm nhớ không quên, lầm cho như vậy là tướng tinh tấn. Giảng: lại khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, trước không không thấy có cảnh giới mới để chứng, lui về thì mất chỗ cũ, trí lực suy yếu, không thấy có cảnh giới để tu chứng ngay, lui về thì mất trạng thái đã tự chứng được, vậy nên năng lực trí huệ yếu dần, tiến lên chẳng có gì để chứng đắc. Sau lưng hành giả, cảnh giới xưa nay mình hằng an trụ đã biến mất, trí huệ bây giờ trở nên yếu kém, hành giả không còn dũng mãnh sắc bén như lúc đầu nữa. Đây là trường hợp bỗng dưng đang tiến bộ rồi thình lình dừng lại, bị rơi vào nơi cùng cực, là nơi mà hành giả gần như đọa lạc, thấy không có gì để trông mong, hành giả không có cảm giác hoặc cảm nhận được điều gì nữa cả. Bỗng dưng có cảm giác đơn điệu, khao khát trỗi dậy. Cảm giác của hành giả lúc này là thấy quá đơn điệu, khô khan, khao khát, thấy mọi việc đều vô nghĩa và chán ngán, thấy khao khát
vì anh ta cần thấm nhuần nước của Phật pháp. Anh ta cảm thấy khô cằn, héo úa vì chẳng thấy còn điều gì hơn nữa. Trạng thái này tương tự như người sơ cơ không chịu tu tập, luôn luôn cảm thấy cô độc và chán nản. Sự cô độc và chán nản ấy chắc chắn sẽ dẫn đến phiền não, cái phiền não cố hữu. Tôi không có dự tính nêu điều này ra, nhưng vì tôi sợ có người không hiểu. Hơn thế nữa, nó giống như khi người nữ nhớ về người nam, cô ta mơ tưởng cho đến khi cô ta thấy bồn chồn và bất an. Cũng như khi người nam mơ tưởng đến người nữ, họ cũng có cảm giác bất an tương tự. Họ đều cô đơn và buồn tẻ, như thể bị mất một điều gì mà không bao giờ tìm lại được. Trong mọi lúc, hành giả đều thầm nhớ không quên. Đó là cảnh người nam, người nữ tương tư lẫn nhau, mơ tưởng về nhau, không bao giờ quên. Làm cho như vậy là tướng trạng tinh tấn. Trạng thái này bám chắc trong tâm tưởng đến nỗi không tiêu tán, khiến anh ta lầm tưởng đó là một dạng tinh tấn trong công phu. Đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ, nên tự gây ra lầm lạc. Nếu nhận biết được thì không lầm lỗi, không phải là chứng thánh. Nếu tự cho mình chứng thánh, liền bị loài ma nhớ nhập vào tâm, ngày đêm giữ tâm treo vào một chỗ, bỏ mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Giảng: đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ, nên tự gây ra lầm lạc. Trong phạm vi của thọ ấm, điều này được gọi là tu tập mà thiếu trí huệ, nên tự gây ra sai lạc. Quý vị chưa được phát trí huệ, nhưng đừng bận tâm vì chưa phát trí huệ. Nếu nhận biết được thì không lầm lỗi. Nếu quý vị hiểu ra đó chỉ là một cảnh giới thì không có chuyện gì. Nhưng nếu không hiểu được thì quý vị luôn luôn vướng vào chấp không và ngưng trệ trong sự tĩnh lặng. Nếu quý vị luôn luôn tán tâm trong sự mơ tưởng thì quý vị sẽ bị tiêu trầm và sẽ không thành tựu được đạo nghiệp. Trạng thái này không phải là chứng thánh. Điều này không có nghĩa là anh vừa chứng đạt được một điều gì hay tự nhận mình là thánh. Đừng nhận giặc làm con. Nếu tự cho mình đã chứng ngộ thì sẽ bị loài ma nhớ nhập vào tâm. Ông có nghe chăng? Điều này thật là nguy hiểm. Nếu ông xem đó là cảnh giới tốt lành, một loài ma nhớ sẽ đến và giúp cho ông nhớ kỹ mọi việc. Còn nếu ông không thể nhớ được điều gì hết thì sao? Nó sẽ giúp cho ông nhớ. Nó biết ông muốn nhớ nhiều việc đến chừng nào, nó liền nhập vào tâm ông để giúp cho ông nhớ. Đến chừng đó, ngày đêm như giữ tâm treo vào một chỗ, tâm ông sẽ bị thu hút và giữ vào một điểm, bỏ mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Khi thiếu chánh định, không dễ đạt được chánh định, sẽ bị chìm đắm, trong tương lai sẽ đọa vào địa ngục. 4. Sự tự mãn, được ít cho là đủ. Lại nữa, khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, sức huệ hơn định, mắt lỗi do trí mạnh mẽ sắc bén, ông giữ tánh siêu việt trong tâm, ngỡ mình là Đức Phật Lô Xá Na. Được chút ít sở đắc tự cho là đủ. Giảng: lại nữa, khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, sức huệ hơn định, năng lực trí huệ vượt quá năng lực của định, mắt lỗi do trí mạnh mẽ sắc bén, lầm lẫn do trí có được sự sắc bén mạnh mẽ là trải qua cảm giác liều lĩnh hấp tấp, thích ôm giữ tánh siêu việt của mình trong tâm, ngỡ mình là Đức Phật Lô Xá Na, tưởng mình là Đức Phật Lô Xá Na. Ở cảnh giới này, hành giả xem bản tánh của mình siêu việt và thường luôn luôn nhớ nghĩ về nó, ôm ấp mơ tưởng về thắng tánh, làm cho chính mình là Đức Phật Lô Xá Na. Lô Xá Na gốc tiếng Phạn có nghĩa là ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Hành giả đừng tưởng rằng mình đã là Phật Lô Xá Na. Được chút ít sở đắc tự cho là đủ, tự hài lòng với chút ít sở đắc của mình. Hành giả có được chút ít tiến bộ trở nên hài lòng, thật ra định lực ấy khác hẳn năng lực đại định của Đức Phật rất xa, mà anh ta lại tuyên bố là mình đã thành Phật Lô Xá Na. Trạng thái này gọi là dụng công mà quên mất tánh suy xét thường xuyên ngưng trệ nơi tri kiến. Nếu biết thì không mắc sai lầm, đó chẳng phải là chứng thánh. Nếu cho là chứng thánh thì loài ma hạ liệt, chuyển tướng thấy đủ, nhập ngay vào tâm phủ. Khi gặp người liền tự xưng ta đã được vô thượng đệ nhất nghĩa đế. Khi mất chánh định chắc chắn bị chìm đắm. Giảng: trạng thái này gọi là dụng công
mà quên mất tánh suy xét thường xuyên, ngưng trệ nơi tri kiến. Ông không thường công phu ngay việc thường thường thẩm sát lại chính mình, trở nên ngưng trệ nơi tri kiến do không thể phân biệt những gì ông biết và suy nghĩ, nên ông bị ngưng trệ và kẹt vào những ý tưởng và quan niệm riêng tư của ông. Nếu biết thì không mắc sai lầm, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Trạng thái đó chẳng phải là chứng thánh. Nhưng nếu nghĩ là chứng thánh, nếu nghĩ rằng ông đã chứng được cảnh giới siêu việt nào đó, thì loài ma hạ liệt là loài ma thấp kém, suy đồi ghê tởm nhất, chuyển tính thấy đủ, nhập ngay vào tâm phủ, sẽ thấy hài lòng trong bất kỳ tình huống nào. Nhập ngay vào tâm phủ ông, ma ý sẽ bám vào tâm ông, chiếm tâm ông làm sở hữu của nó. Nó đuổi tinh thần của ông ra khỏi thân ông, mọi thứ còn lại chỉ là cái xác thân mê lầm, nhưng ông vẫn không nhận thức được điều đó. Mỗi khi gặp người liền tự xưng, ta đã được vô thượng đệ nhất nghĩa đế. Hiện nay có một người thường đứng trên đại lộ Grand Avenue thuộc phố Hoa Kiều Chinatown, ngay tại khu trung tâm thương mại của San Francisco. Người ấy mặc y phục đủ màu sắc lòe lẹt, thường nói với khách bộ hành: "Tôi tu trong rừng núi đã 5 năm, nay đã chứng ngộ, giờ đây tôi đã có những thần thông như thế, như thế. Trước đây anh ta đã lạy tôi làm sư phụ và trở thành đệ tử của tôi, nhưng anh ta không tuân theo những gì tôi dạy. Trước khi tôi đến Hoa Kỳ, quý vị có thể đoán được ông ta đã làm những gì. Ông ta đeo một quả bầu, có một vệt sơn trên vai. Anh ta tuyên bố là đệ tử của tôi và đã học được rất nhiều công phu nơi tôi. Lại nữa, anh ta tuyên bố là có thể giải đáp bất kỳ vấn đề gì khi có ai đến hỏi. Anh ta đã dùng tên tôi để lừa đảo mọi người. Bây giờ tôi đã đến Hoa Kỳ, anh ta vẫn còn lừa đảo mọi người, nhưng anh ta không sử dụng tên tôi để lừa bịp nữa. Đây chính là loại ma mà đoạn kinh này đang đề cập đến. Anh ta tuyên bố đã đạt được đệ nhất nghĩa đế. Khi mất hết chánh định, chắc chắn sẽ bị chìm đắm. Anh ta đã mất sạch chánh định, không còn tuân theo những gì tôi đã dạy nữa. Từ khi tôi đến đây, anh ta không bao giờ đến nghe giảng kinh hay nghe thuyết pháp, mà chỉ tuyên bố là đã đạt đạo, đã được giác ngộ, đã có thần thông. Rốt cuộc anh ta có được thần thông gì? Các bạn không bao giờ ngờ tới được, đó là tiền, tiền, tiền. Cho nên anh ta chắc chắn sẽ bị đọa lạc. 5. Sự lo sợ buồn bã, gian hiểm ma. Lại nữa, khi hành giả ở trong định ấy, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất, xem xét kỹ hai bên, thấy mình như gặp hiểm nạn, tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn, như thể ngồi trên giường sắt, như uống thuốc độc, không muốn sống nữa, thường mong người khác hủy hoại thân mình để chống giải thoát. Giảng: Lại nữa, khi hành giả ở trong định ấy, bây giờ hành giả đã có chút định lực sâu hơn, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất. Hành giả thấy không có điều gì để chứng đạt nữa, cảnh giới tâm chứng từ trước đã biến mất. Xem xét kỹ hai bên, thấy mình như gặp hiểm nạn. Khi quan sát kỹ hai bờ mé, quá khứ và tương lai, thấy cả hai đều biến mất, cảm thấy mình như đang gặp hiểm nạn lớn. Anh ta nghĩ: Ô không, đây thật là nguy hiểm, khủng khiếp quá. Tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn, anh ta thấy lòng tràn ngập ưu sầu, phiền não về mọi việc. Chính ưu phiền đã đưa đến phiền não. Phiền não như thế nào? Như thể ngồi trên giường sắt. Từ sáng đến tối, anh ta tự nghĩ: Ô, ta như đang ngồi trên giường sắt trong địa ngục, ta phải làm gì bây giờ? Có thân này thật là khổ. Như uống thuốc độc và thấy như sắp chết, không muốn sống nữa. Suốt ngày anh ta tự nghĩ: Ta chết đi thì tốt hơn. Ở Trung Hoa có ngạn ngữ: Tốt hơn là nên chết đi, đỡ tốn quần áo. Người này có lẽ đã suy nghĩ như thế, nên anh ta nói: Chết đi thì tốt hơn, chết đi thì tốt hơn. Trong hầu hết những trường hợp tự tử, thường có sự can dự của ma. Ma hướng về nạn nhân, khấu đầu đảnh lễ, rồi đọc chú. Nhưng nạn nhân không nghe được ma đọc chú gì. Nghĩa của câu chú mà ma thường đọc là: Anh nên chết thì tốt hơn, anh nên chết thì hay hơn. Hãy nhanh lên, càng kết thúc sự sống càng sớm càng tốt. Vì nạn nhân quá chú tâm vào việc tự sát nên không thể nghe được bằng tai, nhưng qua tiềm thức, lời chú của ma đã chiếm trọn tâm hồn.
Vì ma có tha tâm thông nên nó có thể khiến ma lực len vào tâm nạn nhân và xúi dục tự sát. Tâm nạn nhân nghe lời ma dụ dỗ và tin những gì ma nói, thế là họ uống thuốc độc, tự treo cổ hoặc trầm mình xuống biển, hay nhảy từ trên cầu Kim Môn xuống sông. Đó là cách mà nạn nhân tự sát. Có rất nhiều ma ở quanh cầu Kim Môn, nó chẳng dám quấy rầy bạn nếu trong bạn tràn đầy dương khí. Nhưng nếu có ai đi qua chỗ ấy mà dương khí yếu kém, cả tinh khí thần của người ấy đều yếu, thì ma liền nói: ông chết đi là hơn, tốt hơn là ông nên chết đi. Và người ấy nhảy xuống sông. Hầu hết mọi trường hợp tự tử đều do ma kích động. Thường mong người khác hủy hoại thân mạng mình để sớm được giải thoát. Anh ta thường hay bảo người khác rằng: xin hãy giết tôi đi. Nếu anh có cách nào giúp tôi kết liễu mạng sống thì rất tốt, tôi sẽ được giải thoát. Đây gọi là tu hành sai mất phương tiện. Nếu biết được thì không làm lỗi, đó không phải là chứng thánh. Nếu nghĩ mình đã chứng thánh thì sẽ bị loài ma u sầu nhập vào tâm phủ. Tay dùng dao kiếm tự cắt thịt mình, thích được tự sát. Hoặc thường u sầu chạy vào rừng sâu, không thích thấy người. Khi thiếu chánh định chắc chắn sẽ bị đọa lạc. Giảng: đây gọi là tu hành sai mất phương tiện. Vì hành giả không hiểu rõ pháp môn phương tiện nên mới phát sinh sự chấp trước sai lầm này. Sau khi phát sinh sự dính mắc, nếu hành giả biết được thì không lầm lỗi, không có vấn đề gì, không phải là chứng thánh. Điều này không có nghĩa là anh ta đã chứng thánh. Này quý vị đã được nghe đạo lý từ kinh này rồi, quý vị phải nên cực kỳ thận trọng, đừng buông thả tâm ý tha hồ ở trong vọng tưởng. Đừng khởi lên suy nghĩ muốn chết, hoặc khởi tâm ý là mình không thể đạt được những điều mình mong muốn. Nếu ông vẫn còn giữ suy nghĩ như vậy, ông sẽ thu hút loại ma này đến ngay. Trong thế giới này, chúng nó có mặt rất nhiều. Vì thế nên, ông không nên buông thả tâm mình trong vọng tưởng hoặc nói năng bất cẩn tùy tiện. Nếu ông làm như thế, loại ma này sẽ xâm chiếm ông ngay. Khi điều ấy xảy ra, ông sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Ông sẽ mất tự do. Ngay cả khi ông không muốn chết, cũng không có cách nào tránh được cái chết. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh thì sẽ bị một loại ma u sầu. Ông nghĩ rằng ông buồn rầu thất vọng, sự lo thất vọng ấy cũng có liên quan đến một loại ma. Tại sao quý vị lại thất vọng hay giận dữ? Nếu quý vị mở được con mắt Phật, Phật nhãn nơi chính mình, quý vị sẽ thấy rằng nếu người ta không nóng giận thì không có loại ma nào cả. Nhưng ngay khi người ta nóng giận, ma liền trêu tức: hãy nổi nóng lên đi, hãy cuồng nộ lên đi, hãy làm loạn lên đi. Đằng sau cảnh tượng này, nó thúc giục quý vị nổi nóng. Cho dù quý vị không tin tôi thì những gì tôi nói vẫn là sự thật. Còn nếu quý vị không tin lời tôi nói, chỉ còn cách phí mất thời giờ. Hãy thử xem, nhập vào tâm phủ chiếm lấy thân ông ấy, tay dùng dao kiếm tự cắt thịt mình. Tôi đã từng nói về Dương Hiếu Tử, người con chí hiếu họ Dương rồi phải không? Ngài chính là Thường Nhân Đại Sư. Ngài đã từng thực hành hành hiếu bên cạnh mộ của cha mẹ. Một hôm Ngài đang trong đình, thấy bọn cướp bắt đứa cháu của Ngài đi và sắp bắn nó ở nơi cách Ngài Thường Nhân chừng 5 dặm. Nhưng ngay khi tên cướp sắp bóp cò súng thì từ trong đình, Ngài Thường Nhân dùng tay gạt khẩu súng, làm viên đạn không trúng người cháu nên nó chạy thoát được. Đằng sau sự kiện này có một con ma muốn cướp mạng sống của người cháu. Chính nó đã khiến tên cướp đến bắt trói và tìm cách giết đứa cháu. Đó là những liên hệ nhân quả. Ma tìm cách giết đứa cháu, nhưng Ngài Thường Nhân cản trở, nên ma chỉ biết đứng sau lưng Ngài chứ không làm gì được Ngài. Nó liền tìm đến người em trai Ngài là Dương Nhị Gia, chiếm đoạt người này thế người ăn. Dương Nhị Gia tay cầm dao đến mộ tìm Ngài Thường Nhân. Nó định tự sát trước mặt Ngài. Ma muốn giết người em, nhưng lạ thay, khi nó cầm dao sẵn sàng đâm vào đầu thì ma không thể hạ độc thủ xuống được. Trong khi đó, Ngài Thường Nhân đang tụng kinh Kim Cang. Trong khi Ngài đang tụng niệm thì sư phụ tôi Thường Trí Đại Sư, lúc ấy Ngài chưa xuất gia, cảm thấy bồn chồn trong dạ, như thể có điều gì khủng khiếp lắm. Ngài Thường Trí thấy lo lắng và bất an. Ngài tự hỏi có việc gì xảy ra với Dương Hiếu Tử ở ngoài mộ chăng. Ngài vội vã đi ngay
ra nghĩa địa để xem sao. Quả nhiên ngài thấy Dương Nhị Gia đang cầm dao sắp tự đâm mình. Dương Hiếu Tử, sư Thường Nhân, đã viết sẵn mấy chữ cho thầy tôi, Thường Trí Đại Sư. Ngài đi mua cho tôi một ít giấy vàng mã. Theo phong tục của người Trung Hoa, người ta đốt giấy vàng mã cúng cho người chết. Tôi sẽ tụng kinh Kim Cang, cầu nguyện cho hồn ma này được siêu độ. Có một con ma liên quan đến việc này. Ước nguyện của tôi như vậy đó. Sau khi Dương Hiếu Tử trì kinh để cầu siêu cho hồn ma thì không có việc gì xảy ra nữa. Tuy nhiên, đây chỉ là một ví dụ về một loài ma mà ta đang bàn luận. Nhưng trong trường hợp này, ma đến vì nó muốn đoạt mạng người, không phải vì công phu tu tập. Vì Dương Hiếu Tử trong khi tu tập vẫn còn quan tâm đến duyên sự của người trong thân quyến, ngài đã ngăn chặn được việc loài ma này muốn giết người em trai. Ma không thể giết được Dương Hiếu Tử vì ngài có định lực và không khởi vọng tưởng, nên ma không thể làm gì được ngài mà lại đến hại người em. Thích được tự sát, thích được chết đi, hoặc thường ưu sầu. Giờ đây quý vị đã được nghe giảng đoạn kinh này rồi, hãy cẩn thận đừng âu sầu suốt ngày nữa, đừng luôn miệng kêu than và cảm thấy phiền muộn nữa. Nếu quý vị cứ cảm thấy buồn, nản, thất vọng thì loài ma này sẽ đến chiếm đoạt thân xác quý vị ngay. Điều này xảy ra là do một phần năng lực của loài ma và một phần do chính tâm quý vị. Ma lợi dụng tinh thần của quý vị mà hành động. Nếu tâm quý vị an trụ trong chánh kiến thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng nếu tư duy của quý vị không được chân chính thì sẽ bị ma sai xử. Nếu đã nói với quý vị hãy buồn rầu đi, quý vị trở nên buồn rầu cho đến khi chạy trốn vào chốn thâm sâu, lẩn tránh hết mọi người, chạy vào rừng sâu, không thích gặp người. Khi thiếu chánh định sẽ bị đọa lạc. Người như vậy chắc chắn trong tương lai sẽ bị rơi vào địa ngục. 6. Sự vui mừng vô hạn, ma hỷ duyệt. Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Trong chỗ thanh tịnh, tâm được an ổn, bỗng sanh niềm vui vô hạn. Trong tâm mừng rỡ, không thể kềm chế. Giảng. Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Lại nữa, hành giả khi ở trong định, thấy sắc ấm tiêu trừ, nhận rõ thọ ấm. Khi ở trong chỗ thanh tịnh của chánh định, tâm được an ổn, tâm tuyệt đối an tĩnh và ổn định, không còn chút tán loạn và vọng tưởng nào. Ngay tại điểm ấy, thọ ấm lại phát sinh tác dụng khác. Bỗng nhiên phát sinh niềm vui vô hạn trong tâm, cảm thấy dâng tràn niềm vui và biết niềm vui ấy vô bờ bến, mức độ của nó không thể hạn lượng được. Trong tâm mừng rỡ, không thể kềm chế, không thể tự ngăn cản. Cho dù ông có muốn chấm dứt niềm quan lạc ấy cũng không thể được. Đây gọi là tâm kinh an, nhưng thiếu trí tuệ để tự điều phục. Nếu hiểu rõ thì không lầm lỗi, không phải là chứng thánh. Giảng. Đây gọi là tâm kinh an, nhưng thiếu trí tuệ để tự điều phục trạng thái vui mừng ấy. Hành giả không có trí tuệ để điều khiển cảm giác vui mừng này. Nếu hiểu rõ thì không lầm lỗi, không phải là chứng thánh. Điều này không có nghĩa là ông đã trở thành một bậc thánh. Nhưng nếu tự xem mình đã chứng thánh thì có loài ma thích vui vẻ nhập vào tâm, gặp người liền cười cùng ca hát nhảy múa trên đường, tự xưng đã đạt được vô ngại giải thoát, sai lạc chánh định sẽ bị chìm đắm. Giảng. Nhưng nếu tự xem mình đã chứng thánh, nếu ông nói ôi bây giờ ta đã nhập vào nơi Quan Hỷ Địa, ta là Bồ Tát Quan Hỷ Địa đây, thì có loài ma thích vui vẻ sẽ nhập vào tâm ông. Mỗi khi gặp người liền cười cùng ca hát nhảy múa trên đường, giống như một gã hippie đã hoàn toàn mất tự chủ, giãy hai tay, dầm hai chân, hát và nhảy múa cùng ca hát hết thảy các loại nhạc, tự xưng đã được vô ngại giải thoát, thiếu chánh định chắc chắn sẽ bị chìm đắm, đánh mất hết thảy chánh định, chánh tri kiến và mất hết năng lực của lý trí, cuối cùng rơi vào địa ngục